Tôi cho chị cái điện thoại luôn tốt. Tôi mới về sờ lúc cái mấy ba sáu ba tám. Ba tư là bình thường bằng ba tám đó. Nhớ đó. Ba tư nó không phải ba tám. To hơn của ông nội. Cái gì? Ông nội bao nhiêu ký? Ông nội 80. Này, bằng hai cái thân của mình đổ. Ôi, nến tan hết. Mình mắc vừa chưa rồi. Cái này phải chín chục. Phải lấy cái gì này hầu đi. Không chắc lộn. Những tối tối người ta lên chưa? Cả nó mà nó đẹp không? Đẹp vậy, sò con bò. Đẹp kiểu gì chứ? Da bù vàng này nè. Thì đi hút phổi đẹp, phổi màu đẹp. Lên nhàng. Đuôi. Cái đuôi lớn. Nó đang nhỏ không đâu, cho mình đâu được con nó đi. Bù ma đây thì cho bảo bù ma được là đuôi. Quờ chị kinh cái giống tỷ á hả chị? Không nhiều cái giống. Qua một ngày nó lại thêm một. Đây đây đây. Rồi lên nha. Hello cả nhà, đây này chưa thấy ai chấm hết. Vào chưa? Không, không có bộ mẹ chị ơi. Trưa nay không có bộ mẹ nha. Ôi bộ thái xịn lắm luôn. Tắt hai máy chị, 200 máy, 209 máy à. Cái gì nữa xả? Ủa, ăn cũng ăn rồi. Rồi lên nha chị em mình ơi. Mấy trăm? 239. 239 gì nè. Chị sợ phân mỏ. Rồi cá mô đùi cá mô ngốt. Thì cứ phun mỏ ra là nguyên lai cũng biết chứ. Rồi hello cả nhà nha, xin chào cả nhà nha. Chị nào thấy Nguyên rồi tương tác dùng Nguyên cho dễ mà nói. Hello hello hello. Rồi lên nha. Lên luôn, lên kẻ lên luôn. Không nào lên được 11 rưỡi trơn nha. Mai là 11 rưỡi nha. Ê, cái này mới được chốt ngày hôm qua. Lên luôn. Gió nè. Ê, hết thằng không có thông tin à? Không được, gọi hai lần là qua rồi. Nhắn tin không gọi lời. Rồi lên đi dẻ mình ơi, lên nha, tương tác cho Nguyên đi. Rồi tặng cái này trước nè. Rồi lên cái này trước, tương tác chưa, kiểm tra thử là mình đã có logo người chia sẻ hết chưa dẻ mình ơi. Chốt đơn sĩ, à quên lộn, chốt đơn sale, hàng sale đầu like chị lên cho khách chia sẻ nha. Rồi hai con này trước. Hai con áo gió này hàng bữa nay mình sale bao nhiêu tiền ta? Mấy tiền đi? 89 nghìn nè. 89 nghìn nè. Em lên luôn trẻ mình cái này size 25. Size 25. Ai? Ai? Nghĩ rằng mà 20 kg không vừa á. Như cách tư. Không thích mặt. Tốt con dài đâu. Nghĩ làm sao cái này mà không vừa. 23 thậm chí 25 ký còn bông trang cái này vô tư luôn. Tặng gió bé đi dẹ mình này. Gió bé nha, cho nguyên con này. Cái này nhíp mang như cái tơ, nhíp 21 cái mang như cái tơ ấy. Lên mã tặng gió bé 59.000 luôn. Ừ. Tặng gió bé 59.000, trưa nay bộ bé cũng đẹp. Bộ thái xịn. Nhiều.
comment đây luôn dùng cái này, tặng giá vé nhá, chốt khoảng giá vé 23 đi, rẻ mình 59.000. Rồi gió xanh này size 18 này, xanh này size 18 59.000 luôn. Áo gió cho chị Tuyết nha. Xanh size 18, xanh size 18 đây luôn, rẻ mình 59.000 luôn. Xanh size 18 đây 59 nhé, rẻ mình nhá. Xanh size 18 59.000. Rồi cho nguyên con này, rẻ mình lên rõ cho nguyên cái số ký nhé, để đỡ bị nhầm nhé. Lên rõ số ký cho nguyên với. Rồi cho nguyên con này, con này mới sale 55.000, mới sale 55.000, mới nhận 6 bộ đẹp nhất nắp. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Nguyễn Ngọc Trâm Bảo nhé. Con này size 60 vẫn được, quần ống bo 60 ok. Cho nguyên con này đi luôn, trẻ mình 39.000 quần luôn, 39.000 quần, chốt mã 39.000 quần cho nguyên là được. 39.000 quần không nước nước mà sạch, đưa ra bỏ sổ luôn, đang đau đầu sủi. Ờ, đang đau đầu đó. Đây cà phê à? Áo gió cho chị Nguyễn Nhớ. Hình như cà phê ạ. Chỉ ly cà phê, cái này là cà phê à? Ai chị đi em nói nè, nó like nào vô cũng nói hết, mệt mất công lắm nè. Mua cái đơn từ ngày mấy? Ai chốt đơn chị Na Su ấy? Sao mà chốt đơn bỏ tiền bỏ hàng vô mà không tính tiền? Thì chúng chỉ mua hàng đường họ chứ còn ấy không, mình mất tiền. 39 cho chị, quần 39 cho chị Tuyết Nga. Bỏ hàng mà không tính tiền, để ý chút đơn để ý chứ không mà mất tiền. Chị khách quen, chị mua hàng đường hòn chị cộng chứ còn nhiều chị không ấy nữa. Chị này mua hàng từ ngày 19 à? 19 mình đã 23 rồi. Mà cứ ngày gom cái, ngày gom cái. Thì em kêu nhà em không giữ đơn nữa. Bảo là đâu có phải rảnh đâu coi biết like của em. Ôi trời, thế thôi đừng mua hàng. Những cái chị nào mà tư tưởng mầm gom lại like nhiều đừng mua hàng nhà Nguyên nha, nói thiệt luôn ấy. Mất công từ ngày 19 bây giờ xả ra nè. Người mua hàng thì thấy chị cũng là người bán hàng. Cũng là người bán hàng mà mua hàng kiểu này đây nè, tặng 29.000 con nào luôn, con này cực đẹp luôn. Con này em đang sale 55.000. Tặng 29 nha. Comment mã xanh 29 cho Nguyên là được. Xanh 29, chị nào mà đang tư tưởng là mua gom, hồi nào rảnh vô coi like chốt cái ra, đừng mua hàng nhà Nguyên, nói thiệt sự. Không nói nhiều mất lòng. Nói cái giọng hay bắt bực mình. Đâu có rảnh đâu mà cứ theo dõi like mà chốt. Áo cho chị Bella Vong. Bộ này em đang sale 89.000. Tay trẻ mình nè. Bộ này đang sale 89.000 chị. Cái ảm hồi đi nè. Kiểu nhúng mà. Cái nhúng nó mà chị hay kêu lỗi. Áo nhúng mà. Rồi con hai nó chụp đi coi. Comment mã bộ cho Nguyên nhé. Size này dành chị em 55 đổ về, tay đẹp lắm luôn. Đi mã 75 cho Nguyên là được. 75.000 nhá, tay dơ nhá, 75.000. Chốt mã 75 cho Nguyên là được. Cho mã 75 cho Nguyên. Mua hàng nhiều chị mua hàng kỳ. Nó biết quá làm mệt lắm. Nhiều chị em mình mua hàng đường hồ mà nghe nó biết mệt mà không nói không được. Gặp mấy cái thành phần trắng luôn. Rồi cho Nguyên con này. Size 60 62. Tặng 49.000 luôn, ai nhanh có. Size 60 62 cầm con quần gọi là nặng chịch tay luôn. Bộ 75 cho chị Đỗ Vân. Quần ba size 60 62 đi 49.000 luôn. Đi 49.000 luôn. Chưa nay đội bộ bé bộ thun thái xịn lắm, chưa nay mà chị nào bỏ qua cái like này tiếc lắm luôn. Em gì vậy? Rồi cho Nguyên con này. Cảm ơn, mã này là mã bo cho Nguyên hâu, mã này 55 đổ về thôi nè. Tặng 39.000 luôn. Hàng này em đang sale 55 269.000 đây nè. Lên mã mèo cho Nguyên đi cho nó khỏi bị nhầm nha chị em mình ơi. Comment mã mèo 39 cho Nguyên. Size 55 thôi nhé. Mèo 39 size 55. Chốt lên mèo cho Nguyên. Quần cho chị Lam Chục. 39 size 55. Comment mã quần 39 size 55. Quần ngố size này. Hàng này hàng 79k của Nguyên size 50. 79 và size 50 nhé. Nguyên đi luôn trẻ mình con này luôn. 49.000 mì tàu nha. Mì tàu nhé. Con này là mì tàu nhé chị em mình size 50. Đi luôn trẻ mình con này 49.000. 49.000 mì tàu size 50. Chốt mã mì tàu size 50. Rồi cho Nguyên con này HD mới vừa like xong. Ủa sao chị này bỏ lại à? Mèo 39 cho chị Ngọc Ánh. Cái này size 15-16kg HD bé 55.000.
Nga size 15 16 con này cân nè, trai gái gì mà ăn được nhá. Lên mã mũ vá cho Nguyên. Comment mã mũ vá 55. Rồi cho Nguyên mã ngực à, ngực này ngực thường chứ không phải ngực xịn nhé chị em mình, nhưng mà rất là rẻ luôn, cho 38. Lên mã 30 cao. 30 cao luôn. Chốt mã 30 cho Nguyên là được. Comment mã 30 cho Nguyên là ok. Chốt lên mã 30 nhé. Đây máy bộ lên. Lên mã 30 cho Nguyên. Rồi tiếp luôn dùng em mã này, mã bộ lanh size 60 cho chị em 49.000 luôn. 49.000 nhé, size 60 bộ lanh size 60. Lanh hoa size 60 49.000 nha chị em mình ơi. Lanh hoa size 60 49.000, cố gắng chia sẻ bàn tay cho Nguyên nhá. Trên đây nhiều hàng đẹp lắm luôn. Báo bé cho chị Phạm thì riêng, riêng bộ Thái còn có được 100 bộ. Mà hàng người ta bán cho chị em mình hàng đó là đúng ra hàng 200 mấy nghìn. Người ta cũng đang sale cho chị em mình là 135.000. Xíu nào lại chạy mình 105.000 thôi. Trên nhà người ta một mã bộ mà trên tới 30.000 luôn. Rồi cho Nguyên mã bộ lanh. Lanh này gấu xây 1, xả 49 luôn. Gấu xây 1, xả 49. Chị nào lấy gấu xây 1, xả 49 nha. Chị nào lấy cái này lên mã gấu xây 1. Comment gấu xây 1 cho Nguyên xe 49. Gấu xây 1, xe 49. Rồi lên mã ô cho Nguyên. Comment mã ô cho Nguyên xây 55, xây 2. 49.000 mấy bộ lanh này luôn, siêu rẻ, em nói là siêu rẻ, bộ lanh lửng nè. Bộ lanh lửng nè. Hàng thì thường Nguyên chạy 79.000. Hôm bữa em xem 50 mấy nghìn. Rồi cho Nguyên mã này bộ bộ ô size 55. Bộ ô size 55. Chốt mã ô size 55 con này đẹp. 55.000. Cho Nguyên con này 49.000 luôn. Con này đẹp lắm, 1kg 88, con này hàng công ty ấy nè. Size này cái này là phom lửng lửng nhá nè chị em mình nè. 55 đổ về là mang đẹp nhá. Cho Nguyên mã sọc cho Nguyên mà được. Xem chị em 49.000 sọc. Chị nào lấy sọc 49. Chốt sọc 49 cho Nguyên là ok. Comment mã sọc 49. Có xong mà bỏ ra. Chị nói chưa? Đang rớt. Sọc cho chị Bê La Văn. Bán nên để lại mình còn hàng. Rồi cho Nguyên mã set này nè. Set này cưng nè. Set này cưng nè. Hàng này Nguyên đang sale 105 à. 105. Sao đến 60. Áo lẫn lẫn và quần sung như thế này. Cái này cưng lắm luôn. Xả 89 luôn, ai nhanh có. Đang đi 105 nè. Xả 89 cái này. Nha, chị nào lấy mã bộ ở mã set 89 chốt lên luôn dùng nhé. Set 89. Chị nào lấy set 89 chốt set 89 cho Nguyên là được. Cái con này thôi. Con này hàng mình đang còn hàng nhiều. Con này thôi. Cái nào mà hết hàng rồi đã xả. Rồi cho Nguyên con này. Chị em mình xác định vì hàng mua là hàng vừa rẻ vừa sale rồi nên thôi nhé. Xác định nhận hàng đặt hàng nha. Chứ còn mà chị em mình cứ tư tưởng gom gom gom. Đừng đặt chị Nguyên nhé. Mất công lắm, tốn thời gian lắm. Vậy mà lại đi lại về. Mà mỗi lần xả ra là mỗi lần sale xuống nữa. Mỗi lần mà đi lên một lần nó vì hàng đã qua mẫu rồi, hết hàng rồi. Rồi xe xuống cho chị Nana. Rồi trong nguyên con này. Chị Nana chỉ có đơn bữa giờ không thấy ghé lái. Chị ơi, tranh thủ ghé lái đơn cho em nhé. Cái này mới cái ngày hôm qua. Xe này dành cho bé nhà mình dưới 14kg. Cái này xếp này cưng lắm này. Dưới 14, à không, dưới 12kg thôi. Cái này dưới 12kg, 12kg độ về. Lên mã xếp. Cái này một cái áo HD này bao nhiêu tiền rồi. Anh đi chị em xếp là 49.000 luôn. Một cái áo HD, cái này da cá tàu nhé. Và một cái chân váy xe 12. Xe 12. Dạ chị ơi, chốt đơn xong là đi đơn rồi đó chị. Chốt đơn xong là đi đơn rồi đấy. Rồi cho em luôn bộ thun thái. Ồ lên bộ bé trước. Bộ bé này dạ mà nên chốt. Chốt cho được nha. Chốt được bộ bé này nhé. Cho em lên cắt nào đi chị. Bốc đại đi. Theo giá này thì bốc đại đi. Bộ này chắc đẹp lắm luôn. Cho em cắt nào đi chị. Bốc đại cái bộ bé này đi. Có 200 bộ. Cái này là săn được hàng sale. 200 bộ bé hàng xịn. Cho em lên bộ bé luôn này. Chút mỗi màu bộ. Cái này em bóc đại nhé. Nhưng mà toàn màu đẹp nhé chị em mình ơi. Này, chắc này chị em mình ơi. Chắc này chị em mình gì nhỉ. Màu đã luôn. Nó dài, nó giãn nhiều. Cái này thấm hút mồ hôi rất là sướng. Nhưng mà chỉ có size. Chỉ có size cho bé nhà mình từ 18 đổ lên 28 đổ về thôi. Không chọn màu đi cho nhanh. Đẹp lắm luôn ấy. 18 độ lên 28 độ về nha, màu nào cũng đẹp nên là trẻ mình yên tâm. Còn màu đẹp thôi, mỗi màu được được ít ray thôi. 200 bộ. Ôi giời, phân đi nó lâu lắm. Còn
còn lại ít cái sao em chưa được đi đi còn lại cái sao lên mã bộ bé cái này chị em mình nên mua 3 bộ 4 bộ để dành cho nó mang, em nói xịn chắc đẹp lắm, chắc đẹp lắm. Nhưng mà chị em mình nghe cái giá này, nghe giá và nguyên đừng chọn màu nha, thun thái dài hay lẫn lẫn với đùi chị. Nhưng mà xịn lắm, gì Duyên xịn lắm. Cho nguyên cái này nhá, comment mã bộ bé em đi luôn chị em mình 50.000 một bộ, 50.000 một bộ nhé chị em mình. Hàng này là hàng sale này, đã được giá sale vì qua mùa ấy, nó sale để chạy hàng đông ấy. Nhưng mà thời tiết ở mình thì là qua thời điểm này là bé vẫn mang những cái bộ này ok, thậm chí nhiều bé là đến mùa đông vẫn mang đồ đùi, không chỉ mang đồ dài đó mà mua những cái bộ này 50.000. Thấy chị Phan Lê chị ơi, chị nào lấy cái này lên mã bé kèm số ký cho em nhé. Không có chị ơi, bé kèm số ký, bé kèm số ký nên em nói là nên mua vài bộ chị ơi. Không, em không lọc màu, chị nào ok thì chốt, không lọc màu ra nhé, chị nào ok thì chốt nha. Lên kèm màu kèm số lượng cho Nguyên. À quên lộn, sorry, không kèm màu nhé, kèm số ký kèm số lượng cho Nguyên. Số ký và kèm số lượng từ 18 đổ lên, 28 đổ về, bao đẹp luôn, không có 42 đâu chị. Cái này còn ít, hồi còn ít rồi sao rồi lai từng màu sao, chứ còn cái này nó đang tầm lâm này nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên, kèm số lượng nhé chị em mình ơi. Số ký kèm số lượng cho Nguyên, chị nào chọn mã không chốt, số ký kèm số lượng bao đẹp luôn cho dễ mình. Chị em mình nghĩ cái bộ đồ này giờ 50.000 một bộ, hàng này ít ra là hàng 95.000 đây nè, hàng chạy 95.000 đó mà giờ 50.000 một bộ là giá người ta xả lỗ á. Cái này là cũng xe hộ thôi, qua mùa á chị em mình này, qua mùa để chạy hàng đông á nè. Chị em mình nhìn chắc này, siêu chắc chưa, siêu chắc chưa, 50.000 chị ơi, em đi 50.000 mua luôn mấy bộ hẳn để dành cho nó mang nha chị ơi. Hàng này hàng 95.000 đó, hàng này đúng ra là 95.000 đó, mà giờ sang giá này thì phát luôn mấy bộ, không chọn màu nha. Màu nào cũng đẹp, chị em anh thấy có màu nào xấu không, có cái màu nào xấu không, màu nào cũng đẹp, không có 42 kg đâu chị. Cái này đến 28 kg, đến 28 kg, từ 15 hơi rộng, 18 kg đổ lên, 28 kg đổ về nha. Phát luôn vài bộ để dành cho con mang, không có giá này nữa đâu em, thiệt luôn. Cho chị nào lấy cái này lên nhanh tay, comment mã bé kèm số ký cho Nguyên là được. Bé kèm số ký kèm số lượng cho Nguyên, đẹp không? Đẹp không? Đấy này cho nhanh chứ giờ mà like từng màu, theo lâu hồi còn ít em sẽ like từng màu. Em đi luôn kẻ mình 50.000 bộ. 50.000 một bộ, nghe rõ cho Nguyên này. Lâu lâu nha chị em mình, hàng 95 ấy. Chị em mình cứ nhận bộ này về đi, em nói mua một bộ là tiếc. Mua một bộ là tiếc. Phát luôn có màu nào, có màu nào lấy màu đó, màu nào cũng được, cho chị 5 bộ 5 màu, 6 bộ 6 màu, có 10 màu thì cho chị luôn 10 màu 10 bộ thiệt nha. Ai lấy cái này nữa lên nhanh tay luôn dùng Nguyên nhé. 28, đứa nào cao ốm mới đến 30, em chốt đến 28 là thông thả, em chốt đến 28 là thông thả. Còn thiếu màu gì không, thiếu màu rồi đúng không, có một trắng hết màu rồi. Chị nào lấy cái này lên phát luôn đi, em nói là mua mấy bộ đi, mua về đi chứ không lại tiếc hàng 95. Thì sau ra giờ tiết kiệm được mấy 45.000 bộ, 45.000 bộ, 95.000 coi như là giờ 95.000 mua gần được 2 bộ rồi nè. Không có xe 32, không có xe 32 nhé, xe từ 10 nếu như máy thì 16 kg đến 28 kg nha. Trẻ mình lên số lượng kèm số ký là cái gì, số lượng kèm số ký nha, số lượng kèm số ký cho Nguyên. Trẻ mình cứ lên đơn đi, nhà Nguyên đang chốt, lên số lượng kèm số ký cho Nguyên là ok nhé. Trời ơi, 50.000 bộ, chưa bao giờ nghĩ cái bộ này ra được 50.000, nguyên thiệt luôn ấy. Bán hồi mà chưa bao giờ nghĩ cái bộ này mua được 50.000 bộ này luôn á, thiệt luôn. Chắc nè, siêu chắc nè, nè cái quần nè. Chị Nana có size 89 nha. Không, chị, cái hàng này mà hàng size bự là hàng 105-119.000 của mình. Mấy hồi hàng ti á, mấy hồi hàng ti hàng mà size này size to hơn xíu nữa là 119.000 đấy. Bộ này đi 50.000. Em chỉ lên like chứ không có up bài nhé. Chỉ lên like chứ không có up bài. Đó, chị nào lấy cái này lên cho Nguyên nhé. Comment mã bộ bé kèm số ký cho Nguyên, lên số lượng nha. Đây chị ơi, đẹp lắm, em nói đẹp lắm, 50.000. Trời, chị nào chưa nay không coi cái like này chốt cho con thì phí lắm. Thiệt luôn. Ok, chị em mình cứ lên đơn đi. Ồ, cái gì á? Quay mắt. Hả?
quay mà. Khoan đã. Lao ngã quay. Khoan vị cà phê à? Ồ. Khoan vị cà phê luôn. Rồi nhá, chị nào lấy cái này em đóng mua đi. Đẹp. Không mấy khi có cái giá này. Nguyên hốt liền ý. Nguyên nghe sao là Nguyên hốt liền, không là mùa nào cũng được. Sang sang mùa lạnh lạnh nhiều bé ở trong nhà cũng chỉ mang bộ này thôi. Còn không qua sang năm phản giá quá ok. Mình đi nhập không không vô bộ này là gần 90. Gần 90. Giờ có 50.000, chị em cứ lên đơn đi. Cứ lên đơn em chốt từ trên xuống dưới. Chốt từ trên xuống dưới. Hàng sẵn cứ để. Giờ lên để chị em mình kêu Nguyên bán cao line. Sợ bán 50.000 chị em mình nghĩ bán cao line đây. Đó, nhưng mà nó đang còn lẻ tẻ quá đây. Rồi, thấy chưa? Có hàng để chị em mình cứ lên đi. Chị em mình cứ lên đi. Không chọn màu đâu, chị nào chọn màu không có đơn đâu chị nào chọn màu không có đơn. Nguyên dơ lên để chị em mình kêu Nguyên bán câu like nữa. Thấy rẻ quá lại bán câu like nha. Đó, chị nào lấy cái này mình cứ lên luôn dùng Nguyên. Đây. Không chọn màu nhé, có size gì là em bóc size đó. Có màu nào em bóc màu đó. Nguyên nói 50.000 mà chị em mình lăn tăn thì thôi luôn. 50.000 bộ nha. Ai lấy cái này nữa lên luôn dùng mà bộ bé. Kèm luôn dùng cái số ký là ok. Kèm số lượng nên mua vài bộ đi chị em mình ơi. Đừng mua một bộ phí đó. Đừng mua một bộ tiếp đó. Rồi nhá, chị nào lấy bộ bộ bé thì cứ lên bộ bé cho Nguyên, để lên bộ thun thái. Ok nhá. Chị nào lấy bộ bé cứ lên bộ bé, để lên bộ thái xịn này cho chị em mình xem luôn. Nào, em lấy bộ bé gái bé trai mà. Không có bé gái bé trai chị ơi. Hàng trai mà không có 32 kg, em đọc lại là từ 15-16 độ lên. Không, 15, 16 rộng, phải 18 độ lên. 18 độ lên. Và 28 độ về có size, mỗi tội là không có size đại. Mỗi tội là không có size đại. Nha, 50.000 một bộ. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Mỗi tội là không có size đại, 50.000 một bộ nhá. Chị nào lấy bộ bé, chốt bộ bé 50 cho Nguyên là được. Bộ bé 50. Comment mã bộ bé 50 cho Nguyên là ok. Kèm cho Nguyên cái số ký nhá, kèm số lượng nữa chị em mình ơi. Màu nào cũng đẹp hết. Màu nào cũng đẹp. Hàng nó form to ghê à. Cho Tình Ngô mang thử size chị. Size to ghê à. Được chưa, qua màu nhé chị em mình ơi, qua mẫu nha. Chị nào chưa có phát đi. Riêng cái line này mà không chốt cái bộ này cho con thì tiếc lắm. Nguyên nói thiệt, cái này là bộ bé chị. Cái này bộ bé. Qua nha, qua nha. À cho em cái mã chip ấy em bán tặng luôn. Chip nhăn ấy. Có được 20 set nữa. Bán tặng luôn cái mã chip nhăn nữa. Có cái bì khác đi giống. Sao mà nó thảm ghê đi giống. Rồi nha, ai lấy cái này lên. Để mà lên bộ thun thái nó xịn lắm. Nhưng mà còn gần 100 bộ thôi. Gần 100 bộ thun thái thôi, không có nhiều nha. Tắt nhanh dùm đây. Có ngực, có chiếc. À có tắt bé. Sẵn cho em lên tắt bé luôn chị. Sẵn cho em luôn tắt bé luôn. Tắt bé, tắt người lớn luôn. Lên một thể rồi lên bộ thun thái. Rồi cho Nguyên con này. Lên tắt bé luôn. Có tắt bé về hàng thêm rồi. Rồi cho Nguyên con này. Cái này có 20 set thôi. Chị em mình cứ lên hàng đi. Lên bộ bé đi. Cái này Nguyên có 20 set thôi nè. Nên là chị nào nhanh còn nhá. Chị nào nhanh còn. Còn đấy Trần Thanh Hằng cứ lên cho em số ký đi. Anh sẽ chỉ đó vô. Đổi xe khác. Đổi xe khác. Không có 32 á chị, không có 32. Có xe đến 28 thôi. Có xe đến 28 thôi. Này, nhanh tay nhá, cái này có 20 set. 20 set thì chị em mình nghe cái giá giật mình luôn. Còn được 20 set chip này. Nha, lên mã chip luôn dùng Nguyên, cái này là siêu giãn, siêu thấm hút mồ hôi luôn. 8 chiều. Co giãn lên là co giãn 8 chiều. Cái đáy của nó là lót kháng khuẩn như thế này nè chị em mình. Lót kháng khuẩn nhá, em cho chị em mình xem nè. Lên cho Nguyên con này. Mai chị gia hạn lại rồi. Mai chị gia hạn chị quên chứ không phải là ấy. Chị quên mất tiêu. Chứ không in bill vẫn nhanh. Quên. Tự nhiên đến giờ like mới nhớ sực lại. Chị em mình nhìn hàng cho Nguyên nè. Hàng này là hàng kháng khuẩn nhá. Cái này còn đúng hai. Bộ dài siêu nhăn còn.
Bộ dài siêu nhân em có nhưng mà size tầm 22 đổ về, không có size to. Hàng công ty hàng 95.000. Lên luôn dùng mã chip luôn dùng nguyên. Em đi chợ mình một lố 10 cái em không tách lẻ ra nhé. Đi hẳn 10 cái em đi luôn chợ mình 85.000 một chục. 85.000 một chục. Đây ai lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhé. 85.000 một chục chị em, mình nhìn cái độ giãn của nó này. Mông to mông bự cỡ nào mang cũng được hết nhá. Hàng này màu thêm lần đầu tiên là về toàn 125-129.000 mà không có hàng trả, chị em mình nhìn chắc này. 8 chiều nhá, lên luôn dùng mã chip 85.000 có đúng 20 sát thôi. 20 sát. Cái này gì chốt chip cho em luôn chị, đếm đủ 20 sát thôi. Hắn đang chốt đồ bé. Lên mã chip cho Nguyên nhá. Comment cái này có 20 sát, chị đếm đủ 20 sát thôi là hết hàng. 20 hay 30 Huyền? Còn 20 hay 30? 30 đúng không? 30. Còn 30 đóng. Thế chút đi. Tạm 20 trước đi. 20 trước đi chị em mình ơi, đang đóng trả hết cho khách rồi, không đủ nhé. Rồi 21 set này chốt đi luôn chị nè, em đọc cho chốt nè. Cho chị Thảo Nguyễn nè. Thảo Nguyễn nè, nhanh. Thảo Nguyễn. Cho Thảo Nguyễn nè. Cho Thảo Nguyễn nè. Cho chị Mỹ Phụng nè. Mỹ Phụng nè. Cho chị Tình Hữu 2 set nè. Tình Hữu 2 set nè. Cho chị Khoa Đức Nguyễn 1 set. Khoa Đức Nguyễn 1 set. Đầu tiên đặt cho Khoa Đức Nguyễn. Thảo Nguyễn. Khoa Đức Nguyễn rồi đúng không? Cho Phạm Hương 2 set. Mặt Trời Hồng 2 set. Mặt Trời Hồng chưa? Mặt Trời Hồng. Em ghi cái nào em đặt cái đó. Cho Mỹ Phụng 1 set. Mỹ Phụng có rồi. Từ từ cô 5 quần lót 125 từ từ. Cho cô Yến đổ 1 set đi đã. Cho chị Lê Thu Hà 20. Cho chị Huyền Anh 10. Huyền Anh à? Huyền Anh. Huyền Anh. Chị Thắng Nguyễn 10. Chị Tây Tây 5. Tây Tây 5 còn không? Cho chị Đoàn Hiền Trang. Đoàn Hiền Trang. Đoàn Hiền Trang. Phong Thanh. Phong Thanh. Phong Thanh. Hoa Nguyễn. Đây cho chị Đoàn Trần đó đấy. Đấy. Đoàn Trần được hết, còn này tính chưa? Chưa. Thế còn 2 set. Cho chị Lam Trục và chị Hằng Đặng nữa là hết. Hết nhá chị em mình ơi. Hết nhá, cái này tạm hết nhá. Sạch luôn tại vì cái nó có ít quá. 85.000 thôi. Hằng Đặng à. Hằng Đặng à. Lam Trục cái gì? Hết chip nhá chị em mình ơi. Sao Lam Trục à? Hằng Đặng không giấu. Hằng Đặng không giấu. Hết chip đó luôn chị ơi. Tắt bé đâu chị? Lên tắt bé rồi nè. Lên tắt bé luôn chị. Hết rồi chị. Tạm thời hết mã chip đó. Cái này chip lớn. Bé gái. Bé gái bà chip lớn bà ơi. Cho vài mẫu đi chị. Đang nó hiếm thôi mẫu đi chị. Nhiều mẫu lắm. Chip trai gái nhiều mẫu lắm. Có cái mẫu dễ thương lắm. Nhiều mẫu lắm mà cái này em cũng bóc đại nè. Tắt nha. Cái này chị em mình đi ra mua cho con bao nhiêu một? Một đôi. Một đôi 15-18.000 đúng không? 15.000. Đúng nhầm chip xịn như thế này. Chị em mình lên tắt trai hoặc tắt gái kèm số tế cho Nguyên. Rút cho em vài mẫu. Chip ngực gì có cứ bóc hẳn cho em đi. Lên luôn một thể rồi để lên một thương tháng có ít chứ mấy. Một thương tháng lên xíu là hết hàng rồi có ít lắm. Rồi lên mã tắt trai hoặc tắt gái cho Nguyên là được. Kèm cho Nguyên cái số ký nhé. Kèm số ký, kèm số tuổi cho Nguyên. Chị em mình trai hoặc gái, tuổi kèm số ký cho Nguyên là được nhé. Nè. Đi bao nhiêu tiền Huyền à? Thôi tách 5 đi. Tách 5 đi. Tách 5 đi. Chị em mình mua trước thử 5 đôi đi. Em sẽ tách 5 cho chị em mình nè. Em tách 5 nhé. Em đây luôn chị em là 39.000. 5 đôi tắt. Cả trai cả gái chị em mình phải lên tuổi kèm số ký cho Nguyên nhé. 10 tháng thì chị lấy cái tắc chống trượt cái à không chưa 10 tháng có nè chị em mình nè. Lên luôn dù 39.000 5 đôi cứ lên cho Nguyên trai hoặc gái kèm số ký là được nha chị em mình ơi. Lên mã tắc trai hoặc chị em mình đi ra mua 15.000 một đôi này nè. 15.000 một đôi này nè. Em đi luôn chị em mình 39.000 5 đôi. 39.000 5 đôi nhé. Chị nào lấy tắc trai hoặc tắt gái kèm lên cho Nguyên cả số ký nhé. Kèm cả số ký cái này của nữ. Cái này không, bỏ lại đi, bỏ lại đi.
5 tháng có, dòng sơ sinh có. Chị em mình cứ lên luôn như này, trai hoặc gái kèm cho nguyên tuổi và kèm cho nguyên số ký. Trai, gái, cái này em đi 5, chị nào lấy 10 thì ghi là 10 nhá. Có tắc chống trượt chưa? Có tắc chống trượt, nhưng mà cái này dòng này không phải là chống trượt. Dòng tóc cho nguyên chiếc ngực gì còn, cho lên trước, ít cho lên trước rồi lên bộ thái sau. Được chưa, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Comment mã này. Chị em mình cứ lên kèm số ký nhá, kèm số ký cho nguyên nha chị em mình ơi. Kèm ký cho nguyên là được nha. Trai hoặc gái kèm ký không nhiều màu đó, nhưng mà không bóc hết vô trong này. Đẹp. Đây là 12 đến 15 nghìn một đôi. 12 đến 10 15 nghìn một đôi, làm sao mà đôi này tính ra 39 nghìn à. 39 nghìn à. 39 nghìn mà mấy? 4 đôi à? 5 đôi à? 7.800 một đôi. Tính ra có 7.800 một đôi như thế này thôi. Đó, mua luôn lố luôn. Luôn chọc luôn được. Gì? Chị em mình cứ lên luôn dùng nguyên nhá. Trai hoặc gái kèm luôn dùng nguyên cái số ký nha. Trai hoặc gái kèm luôn dùng số ký và kèm cho nguyên cái tuổi luôn. Rồi tiếp. Từ từ chống trượt không để lộn. Từ từ chống trượt lên sau không để lộn hàng. Cho nguyên cái chip này nè. Chip này nè. Chip này em nói là máy đợt hàng về, nhưng mà lần đầu tiên có hàng để mà like. Lần đầu tiên có hàng để mà like. Thì cái vận chuyển cái này về về cước nó ăn hết chị em ạ. Thiệt luôn. Giống chip hoa cúc như mà dặn ô ô ô này nè. Giống tổ ong nhưng phải tổ ong nha chị em mình ơi. Em không có dơ từng cái đâu chị, em không có dơ từng size đâu, chị cứ lên số ký cho em. Cái này là chip su lạnh nhá, nhưng mà không phải là thế. Không. Chị mới đi lên với bay chị ơi. Ấy mới có size thôi, cái này tầm 55 57 độ về. Chip su như vậy mình ơi, nhưng mà dạng kiểu hoa kiểu tổ ong như thế này nè. Kiểu vung vung như thế này nè. Đây chị em mình thấy không? Ok chị em mình cứ lên cho nguyên có kèm số ký là nguyên chốt lớp lót của nó nè. Hai mình chị em mình đi ra mua 20. Không, cái này không phải 20 nghìn. Cái này tầm 18 đến 20 nghìn con. Con này lẻ nè. Cái này lẻ nó chị em mình đi ra mua lẻ là 18 đến 20 nghìn một con. Nhá, 18 đến 20 nghìn một con. Đây này chị em mình có mai nha chị ơi, có thun mai. Con này lên luôn dụng mã này. Comment mã này là mã chip lá cho nguyên đi. Lên mã chip lá cho nguyên là được nhá. Em đi 5 con đi thì. Tách 5 con cho chị em mình dùng thử, vì mã này em chưa lai lẻ bao giờ. Toàn bộ là ái sĩ hết chứ không có lai lẻ. Em đi luôn chị em mình mã này, lên mã lá 75 cho nguyên đi. Không chọn màu đó chị Thu Hiền, không chọn kiểu đâu. Chị nào cảm thấy ok thì lên nhé. Em không chọn kiểu. Không chọn kiểu nha, 39.000 năm đôi, không chọn kiểu nha chị ơi. Lên cho nguyên mã này là mã lá cho nguyên là được nhé. Comment mã này là mã chip lá cho nguyên là ok. Nguyên đi luôn chị em mình con này, giá đi chị em mình là 75.000 năm con. 75.000 năm con chip lá nhé. Chị nào lấy chip lá cái dạng su lạnh, nhưng mà cái này nó làm kiểu tổ ong như thế này nè. Này chị em mình nhìn nhỉ. Chưa bao giờ like cái mã này, toàn về bỏ sĩ không. Nha, ai lấy cái mã này lên mã chip lá. Nha, lên mã chip lá. Năm, nguyên tách 5. Nguyên tách 5. Cho chị Lê Hồng. Được chị ơi, nói chung là 55-57 độ về là chị em mình chốt ok. Ai lấy cái này lên mã chip lá cho nguyên là được. 5 set chị TT. 5 set chị TT. 5 set mấy? 5 set mấy chị ơi? Chip lá chị Tuyên Nguyễn luôn. Tuyên Nguyễn luôn. Rồi ok, chị nào lấy chip lá 75.000. 5 em. Chip lá cho chị Hằng Đặng. Chị Hằng Đặng ơi, lên cho Nguyên cái số điện thoại luôn. Lên cả địa chỉ luôn trên like cho Nguyên nhé. Cho chị Văn Cao một xét lá nhé. Chị em mình cứ lên lá cho Nguyên là nhanh. Lên lá cho Nguyên là được nhé. Cho chị Hồng Phương cha, cho chị Thắm Nguyễn. Hồng Phương hay Hồng Đặng? Hồng Phương không giấu. Hồng Phương không giấu. Hồi nãy là Hằng Đặng. Chị Hằng Đặng ơi, lên địa chỉ trên like cho em. Chị Văn Cao có chưa? Chị Hồng Phương. Chị Thắm Nguyễn. Thắm Nguyễn. Chị Nương Nguyễn. Nương Nguyễn, chị Tâm Hồ. Tâm Hồ. Cho chị Ngọc Thanh Võ. Ngọc Thanh Võ. Cho chị Phượng Phan. Phượng Phan 10 cho chị Mai Hồ luôn. Rồi ai lấy chip lá chút nhanh tay dùng Nguyên nhá. Comment mã lá cho Nguyên là được. Đẹp lắm. Này. Bữa nay đại tiệc ngực, đại tiệc chip luôn. Hôm thì làm cả tháng trời không có đợt hàng về. Này về lần đủ các mã luôn. Từ chip bé đến chip lớn. Chị Khoa Đức Nguyễn. Khoa Đức Nguyễn. Chị Thắm Nguyễn có rồi. Chị Mai Hồ là 10 nhá. Rồi ai lấy lá chút lá. Cái này 70kg không vừa chị ơi.
70 kg cái này không vừa nhá. Cái tổ ong mình ấp lên hết rồi đó. Rồi nhá, ai lấy cái này lên. Vậy mình so ra cái này nó quá là rẻ nhưng mà có ít quá nên là không ấp nè. Để chốt trên like. Lá chị liên quá. Lá chị liên quá. Cứ ấp lên là nhiều khi là dễ mình đặt hàng không đặt mà đặt qua tin nhắn là nó trôi tin hết. Lá cho dùng Nguyễn Kim Ngân. Lá chị Nguyễn Kim Ngân luôn. Lá cho chị Quế Hường, cô chích cha chưa chốt đơn của chị Lan Huỳnh. Lá cho chị Phát Anh. Quế Hường. Chị Quế Hường ơi, lên thông tin trên like cho em với nhá. Cho chị Ngọc Nhung. Bạn trang người lớn thì chị lái hàng người lớn chị. Năm lá chị Thám Nguyễn có rồi, chị Phương Y Phạm. Phương Y Phạm. Chiếc Nam này còn không? Hộp này còn không? Chị Đoàn Huyền Trang. Đoàn Huyền Trang luôn. Em đi 5 nhé, 75.000. Cái hộp này mình còn không? Còn thì lên nó luôn, chống dứt luôn cái mã này. Để lên cái hàng kia. Có cô Yến, bên con chốt rồi đó cô. Cô cứ lên đơn đi. Bên con đang chốt đó. Cô cứ lên đi, đang chốt đấy. Chứ không in bill được. Chị em mình cứ lên bộ trai, cứ lên này. Bộ trai thì cứ lên này. Rồi tắt bé thì cứ lên cho Nguyên nhé. Mấy hộp đó Huyền? Còn được có 6 hộp, 2 hộp cho chị Ngọc Thanh Võ. 45.000 một hộp, 7 hộp. Cái này thì giảng vô tư, giảng thoải mái nè chị em mình. Trời ơi, ông nào mông to, ông nào mông bự. Gì mang cũng được hết. Thung Thái còn chưa lên chị ơi, sắp lên. Sắp lên rồi đây, còn hơn. Chưa tới 100 bộ, Thái xịn lắm. Nè, đây chị em mình nhìn nè. Đấy, chip nam nè em đi một hộp là 45.000. Hàng này chị em mình hai Thái là 65.000. Còn 5 hộp nữa là hết. Comment lại chip nam cho Nguyên nhé. Không ngực, có luôn chị ơi. Chị Hằng Đặng ơi, lên địa chỉ luôn trên live cho em đi. Lên cả địa chỉ trên live cho em đi chị. Không có địa chỉ là em không chốt đơn được đâu nha. Không có địa chỉ là không chốt đơn được nha. Còn 5 hộp nữa là hết. Xong lên cái mã này luôn. Mã này thì thôi rồi là nó sướng cái mông luôn. Cái này chốt chưa ta? Chốt chưa? Còn ăn? Cái này còn nè chị em mình. Cái này là chị em mình hay thấy các shop đồ chip cao cấp ấy. Là hay có cái này. Hay có cái mã chip này nè. Mang thì thôi rồi mắc mông luôn. Chị Lan Phan luôn. Mang con này thôi rồi mắc mông luôn. Chip 5 luôn chị Thám Nguyễn luôn. Chip 5 cho chị Hằng Lê. Hoa Dung Nguyễn Thị. Rồi còn một set nữa là hết. Tắt thì chị em cứ lên thế. Còn một set chip cuối cùng. Chip 5 cuối cùng nha. Chip 5 cho chị Hiền Nhi Nguyễn. Ok hết nha. Này. Trời ơi chị em mình nhìn nè. Cái bản cạp này là bản cạp cao. Nên là chị em mình mang cái này nó vừa gan bụng nè. Và cái này là nó xuống. Nói chung là phủ hết cả mông. Hết set chip đó rồi nha. Nè. Nó này gọi là full mông nè. Full mông luôn. Mang đầy mông cho nửa mông nha. Nè. Con này lưng siêu cao. Trong mã chip nào em hết rồi. Comment mã này là mã xịn cho Nguyên là được. Comment mã xịn hoặc mã cao cấp cho Nguyên là ok. Nè. 60-62 vô tư luôn. Nó mỏng mỏng, nó nhẹ nhẹ như thế này chị em mình ơi. Đã lắm. Con này em đi luôn chị em mình 125.000 năm con. 125.000 một năm con nhá. Chị em mình đi ra mua lẻ là 35-38.000 con này. 35-38.000 con này nhá. Em đi chị em mình 125.000 năm con. 125.000 năm con cao cấp nhá chị em mình ơi. Cái này là cái viền của nó năm mai này chị em mình mang rất là dễ chịu, mang thử rồi. Mang thử rồi. Còn lưng của nó là lưng cao như thế này, 125.000 và 5 con nhé. Ai lấy cái này lên mã cao cấp cho Nguyên là được. Này chị em mình nhìn. Ok cô Yến. Cô Yến cái mã này lên mã xịn. Xịn cho cô Yến luôn. Chốt cái này đi xịn luôn cho chị Tiên Nguyễn. Dạ. Rồi nhá, lên mã cao cấp cho Nguyên. Cho chị Tâm Hồn. Cho chị Bêu La Văn. Rồi ai lấy cái này lên nhanh tay nhé. Dẻo mình ơi, xịn lắm. Chắc thì bao phê pha luôn. Mướt mát. Mà cái này lại phủ hết cả mông. Mà full mông. Đấy, quần ghen bụng. Ai lấy cái này lên mã cao cấp cho Nguyên là được nhá. Cao cấp cho Nguyên 125.000 5 cái. 125.000 5 cái. Cho Tâm Hồn chế. Cho chị Lan Phan. Lan Phan, chị Khánh Nguyễn. Chị mini, rồi em qua nhé, ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé, mini. Cho chị Liên Nguyễn Hình Bé. Liên Nguyễn Hình Bé. Lan Phan, Khánh Nguyễn. Khánh Nguyễn,
mini Lê Nguyễn Hình Bác, chị Mặt Trời Hồng, Mặt Trời Hồng, chị Hiền Nhi Nguyễn, Phương Thảo, Ngô Mỹ Quý. Hết hộp rồi cô Yến ơi, cô Yến lên sao? Cô Yến lên sao hết rồi, nhìn nè. Phải đã lắm luôn ấy. Chứ hộp còn không? Hàng xóm không? Bảo cho cô Yến, bảo cho cô Yến một hộp. Cho cô Yến đổ hộp. Rồi lấy cái này nữa lên luôn dùng nguyên để qua mãi nha, để lên trẻ mình bộ thái xình. Lên bộ thái xình. Hôm nay quá là nhiều hàng đẹp nha dạ mà nó nhìn nè. Nhìn nè. Nhìn chắc nè. Không không chốt tiếc lắm. Cái này khách nhà Nguyễn chốt hơi bị nhiều rồi. Này up lên trang cá nhân khách chốt hơi bị nhiều rồi. Còn ít thôi chị em mình nhìn chắc này. Siêu đã chưa? Cái này mát mông nhá, ghen bụng luôn. Ai lấy cái này lên mãi chip xịn cho Nguyên là được. Chip xịn nhá. Chị Quỳnh Nguyễn luôn. Mua hẳn cả chục để dành cho chị em mình nữa. Quỳnh Nguyễn. Chị Hiền Như Nguyễn có rồi. Mua hẳn cả chục đi. Để dành mà mang mấy khi có cái hàng này. Mấy khi mà có cái hàng này mà chốt. Ai lấy cái này nữa lên luôn dùng mã cao cấp cho Nguyên là được nhá. Lên mã cao cấp cho Nguyên là được. À lên luôn chip nữ luôn, à quên lộn lên nót cái này nữa rồi để chị em mình bộ hát sách tắt cho chị Thiên Đoàn luôn. Thiền sao, ủa sao kêu hết đâu chị Dõn Thị Hạnh, chị hỏi chip khác phải không, chị Dõn Thị Hạnh chị hỏi chip khác đúng không, chị hỏi chip tâm chị nghìn mà chip 89 hết, còn chip này em đang đi 125.000, nhà em cũng mười mấy loại chip, chip này 125.000 năm con. Chị ơi có phải cái chip 89 hồi tối là đã hết rồi. Ok chị Hiền Nhi Nguyễn. Hết sạch cái mã 89 rồi. Con cấp cho chị Bích Ái luôn. Hiền cái này có mã cổ thấp ra hả? Các nữ có mã cổ thấp hả? Chị biết gái Lê Thị Bích Ái à? Lê Thị Bích Ái. Này. Đi ra mua lẻ là rẻ là 12. Rẻ là 12 còn không là 15.000 một đôi. 15.000 một đôi. Rồi ok nhá, lên cái này là tắt người lớn nha chị em mình ơi. Cái này lên mã tắt lớn, mã kiểu gì Nguyên để hồi năm vừa rồi để cũng nhiều mà giờ tìm để tắt để mang giày thể thao không ra. Chị ơi, chị Dõn Thị Hạnh ơi, chị coi like chị coi lại giùm em với nè. Chip này chip khác chứ có giống cái chip 89.000 đâu. Chip 89 em đã hết từ lúc tới rồi. Thế chị hơi không rõ mã cái hàng này hàng 125. Hàng này hàng 125. 5 đôi. Chị không hỏi rõ mã chị ơi, có cái kéo nó bấm cho em cái đôi tắt người lớn đó. Đưa đâu mà đưa. Rồi lên mã tắt lớn cho Nguyên nhé. Em đi chị em mình 5 đôi, người lớn không 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 ấy nhiều, em tắt 5 đôi thôi cũng được. Người lớn không cần dùng nhiều đâu. Bé mới phải thay thường xuyên chứ còn người lớn ngày đôi được rồi. Dạ. Kéo đây. Lên mã này là mã tắt người lớn nha chị em mình ơi. Dạng cổ này nha chị em mình ơi. Tắt lớn nha, tắt nữ nha. Comment mã tắt nữ cho Nguyên là được. Toàn màu tối thôi. Toàn màu tối nhưng mà đẹp lắm chị em mình ơi. Nhìn nhìn màu nè. Nhìn màu nè. Em đi luôn chị em mình nè. 5 đôi thôi nhá, tắt 5 đôi vậy. Ai lấy 10 đôi lấy. Nè, đẹp chưa. Lên mã tắt nữ cho Nguyên là được. Em đi luôn chị em cũng 39.000 năm đôi. Ờ chị em mình mua cho con gái lớn cũng được. 39.000 năm đôi chị em tính ra đi mua mười mấy nghìn, 15.000 một đôi. 39.000 năm đôi em đi chị em chưa tới 8.000 đôi chứ mấy. 7.000 mấy. 7.000 mấy. Còn ngực 75. Ngực 75 còn không ta? Còn. Còn không? Còn. Lấy mã tắt lớn cho Nguyên là ok. Em cứ ghi bì riêng mỗi. Chị nào lấy 10 thì ghi 10. 39.000 năm đôi chị em mình yên tâm. Chị nào mà cần sĩ cũng báo luôn dù Nguyên nhá. Nguyên chạy chị em mình rất là sát giá luôn, nhập vừa được số lượng nhiều. Ghi đi, em ghi từng bì thôi. Em ghi từng bì riêng phải tắt 5 mà. Vì một lố của nó là 10 đôi. Nha chị nào lấy cái này nữa lên luôn dù Nguyên nhá. Ai lấy cái này lên luôn dù mà tắt bé à, tắt lớn cho Nguyên là được. Tắt lớn cho Nguyên là được. 39.000 và hẳn 5 đôi nhé chị em mình ơi. 39.000 chạy 8.000 chưa tới 7.000 mấy, 7.000 8.000 đôi. Còn được 40 set à? Sao nhiều ghê á? Sao nhiều ghê đó? Hay được 40 set thôi. Phải không? Chắc chưa?
con có được, con có được có 40 xét thôi, chị này chưa có chờ được sao nha, được 40 xét thôi em chú, 40 xét chưa chợ. Tất Nam có luôn, nhà Nguyên cái chị cũng có, Tất Nam có luôn, còn được 40 xét, chị nào lên trước là có sai nhé. Cha nhưng mà không được, cái nàng Nguyên rất là đôi mà rồi. Tất Nam ơi, tỉnh. Rồi từ từ chờ Nguyên xíu, ai lấy tắt nữa lên tắt cho Nguyên nhé. Cái này có ít thôi, chị em mình chờ đợt sau nhé, không có thì chờ đợt sau. Chị em mình yên tâm giá luôn. Cái anh kia hôm qua đi lên Nam, đi lên lấy đồ cho vợ, đi lên lấy đồ cho vợ hỏi 39.000 năm đôi, nhìn cái giá sẵn hồn không. Tắt máy cao nãy em lên rồi. Chị em mình nè, anh hôm qua anh đi lên anh lấy đồ cho vợ, hỏi là cái này bán mấy nghìn đôi em. Điện trước cái nhà Nguyên điện trước mấy nghìn đôi em. Em bảo là em bán ra là 75.000 năm đôi. Là tính ra bao nhiêu? 15.000. Ủa sao rẻ thế em? Phát luôn cả lố, rinh luôn cả lố về để dành mang luôn. Tính ra có 150.000. Mua hẳn 10 đôi để dành. Cái này có nhiều chữ lắm chị mình. Đây, Tắc Nam thì em cũng đi 5 đôi thôi. Đây, Tắc Nam luôn đây. Tắc trượt, chống trượt em chưa lên, từ từ chờ em xíu. Chống trượt từ từ chờ em xíu. Phải cho bà xã một mẫu Tắc Nam nữa, có cái chữ khác. Nói chung là cũng như nhau thôi chị mình ơi. Chắc liệu đồ như nhau hết, nhưng mà cái chữ này khác thôi nè. Thì cái chữ này nó khác nè, ví dụ như có cái chữ nai, có chữ đát, chữ có cái bu mai như thế này, toàn bộ là cái này là theo nhé. Hàng này hàng trẻ mình mua cho chồng 32.000 đôi nè, 32.000 đôi nè, dạ không lọc màu, cái này không lọc màu, em mix màu ngẫu nhiên, có cả trắng, có nhiều màu lắm chị, có cả trắng nha, có cả trắng, hàng xịn sò lắm trẻ mình ơi. Em đi luôn trẻ mình bộ nè, à, set này 5 đôi giá 75.000 thì chạy ra có 15.000 đôi. Không lẽ đi mua cho chồng, bình thường đi mua đôi hai đôi đúng không? Mua 5 đôi, ít nhất phải 5 đôi lượt. Mà tính ra có 15.000 một đôi. Cô nhà Nguyên giá siêu rẻ. Người ta treo lên cái này. Chip Nam tâm giác chờ em xíu chị ơi. Cái gì cũng có hết. Cái gì cũng có hết. Chị nào lấy Tắc Nam lên Tắc Nam cổ cao nhé. Toàn theo. Tắc Nam cổ cao. Chị nào lấy Tắc Nam, chốt Tắc Nam cho Nguyên nhé. Nào, em đang chốt Tắc Nam. Hạ Dung. Đang chốt Tắc Nữ 39 ngàn. Là ai hả? Nhỏ nhẹ thế thử nè. Con này cái an to nó lớn mất quen nè. Rồi chốt Tất Nam đi. Nam về Phương Thảo nè. Nhỏ nhẹ. Chồng ở nhà quýnh. Răng môi lẫn lộn luôn á. Thiệt á. Ở chung có hắn biết chắc là môi ra môi răng ra răng rồi. Phương Thảo nè. Anh Phương nè. Thì Hiền Trang nè, thì Ngô Mỹ Quý nè, cổ cao thôi chị ơi. Tiên Nguyễn nè, không chị ơi em không lọc màu cho chị. Phạm Tú nè, cổ cao chị ơi, cổ cao nha, không lọc màu, em không lấy riêng màu trắng đâu chị, không lấy mỗi màu trắng đâu. Rồi ai lấy cái này lên mã Tắc Nam cho Nguyên là được, không lấy riêng màu trắng đâu chị ơi nha. Cái này nhà em mix màu đều, mix màu đều, mix màu đều chứ không có lọc riêng màu trắng cho ai được. Bảo hồi nãy khách bảo gì ta? Ngực à, ngực, ngực 75 à? Ngực xuất khô pha à? Còn không? Còn. Lên thì có hàng chút không? Để xui. Chị Liên Nguyễn chị chốt cái gì đó? Chị cứ lên đi. Chị cứ lên cho em đi. Em chốt 20 xét thôi nha. À 40 xét thôi. Là toàn bộ. Năm chút rồi. Thế đủ đúng không? Những chị nào lên Tắc Nữ là có hết. Đúng không? Những chị nào lên lên Tắc Nữ là có hết rồi. Rồi ok cho nguyên cái ngực xuất phát này luôn. Ngực có pha luôn. Ác bé em lên rồi. À lên Thung Thái 79. Rồi em lên giờ luôn. Tắc Nam là 5 đôi là 75.000. 5 đôi dị Phạm Tú. 5 đôi nữ nữa cho dị Phạm Tú. Từ 36, 38. Nhiều quá sao, 34, ra. Thôi cái này chị nào lên trước có sao. Chị nào lên trước có hà. Cái này đợi lâu lắm. Đợi lâu à, cái này chị em thấy người ta hay chạy là có chỗ người ta bán 135. Có chỗ người ta bán 125. Có chỗ người ta bán 155. Vô vàng giá luôn. Bộ em đang mang em lên giờ luôn. Em lên nốt mã này lên bộ. Rồi lên những cái mã phụ kiện sau nhé.
ba đồ phụ kiện này sau nhé. Chờ em xíu lên luôn cái mã này nữa, còn rất là ít nè. Ngực xúc pháp cô pha hàng này chị em mình sợ chưa? Ôi khách nhà em kêu ôi sao mà trên nhà thì ngồi thị trường nhiều quá nè. Em đi luôn chị em mình con này, giờ chỉ có mỗi màu này thôi. Hóng nó thật sự hơn cả một tháng này về được mỗi màu, buồn ý không? Khách nhiều, khách vẫn chờ. Thì ở ngoài người ta cao một cái mã ngực mà trên tới mấy chục nghìn, một cái áo ngực mà trên tới mấy chục nghìn, nhiều khách không có mua ở ngoài, chờ nhà Nguyên về, nhưng mà về có mỗi màu này thôi. Nguyên đi luôn chị em 75.000 một con. Ngực xúc pháp nhé, ngực cô pha này chị em này nha. Đi luôn chị em mình là 75.000 một con. Chị em mình lên mã ngực kèm cho Nguyên, mua một con cũng được, tùy có mỗi màu, mua một con cũng được. Mà màu này là màu dễ mang đồ nhất, màu dễ mang đồ nhất nha. Chị nào lấy ngực, chốt ngực kèm cho Nguyên cái size. Cái này chị nào lên trước có size, chị nào lấy sói thằng. Riêng cái mã này lên, mốt này là mốt dày, mốt dày có gọng nhá nè. Cái này lên phông ngực đẹp lắm luôn á. Chị nào lấy cái này lên mã ngực kèm cho Nguyên cái size 34, 36, 38. Mã này chỉ có 34, 36, 38 thôi nha. Chị nào lấy ngực chốt ngực cho Nguyên 34, 36 và 38. Và giá em chốt lên chị em mình 75.000 một con. 75.000 một con nhá. Ai lấy ngực chốt ngực luôn dùng nó được. Ok, TT nè, thì Ngọc Thanh Võ luôn. Bụng mang giờ Nguyên lên đây. Cái này chị em phải nhanh tay nhá. Bụng đang mang chưa có tới 100 con đâu. Chưa còn, còn chưa tới 100 bộ đâu nha. Rồi lên luôn dùng Nguyên cái mã này. Chị nào lấy ngực xúc, lên ngực xúc cho Nguyên 75.000 con. Ok chị Võ Ngọc Linh ơi, lên địa chỉ luôn trên like cho Nguyên nhé. Lên cả địa chỉ, cả số điện thoại luôn trên like cho Nguyên. Ô chị đi hồi nãy vô sao không. À đúng rồi chị Tì chút rồi. Cho chị Đào Mỹ. Mốt mỏng có, mốt mỏng có luôn nhưng sợ còn ít quá. Mốt mỏng còn ít quá chị. Rồi cho lên bộ thái xịn này đi. Bộ thái xịn đi Huyền ơi. Thái xịn đi Huyền ơi. Huyền ơi là Huyền. Thé 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 Huyền ơi. Chị em mình cứ lên ngực đi, có gọng chị ơi, có gọng nhá. Có gọng nha. Mã này phải mương mau. Có đùi à? Này đùi trước à? Vậy, đây này. Thôi kìa, lên lỡ đâu. Trời ơi, mỗi màu, đây 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 đây, nhìn hàng cho Nguyên nha. Nhiều shop người ta đang chạy chạy 135.000. Nhiều shop đang chạy 135.000. Đây chị em mình nhìn nè. Đẹp lắm. Phải bao xịn sò. Nhìn cái bộ đồ này, bộ đồ thun thái. Thé 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 đây. Bộ đùi là đến 60kg vẫn mang ok. Có gọng á chị ơi. Có gọng nhé. Nhìn trưa nay nhìn lò 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 ta. Hay là cái màn hình nó bị mờ. Có bị mờ không? Ok chị Nguyễn Kim Ngân. Cái này mỗi màu có được bộ hai bộ thôi này chị em mình nhìn hàng trong em nè. Nhìn cái bộ đồ nó đã chưa. Mà toàn màu đẹp. Màu vàng này có một bộ thôi, size đến 60. Bộ đùi thì đến 60 luôn nhá. Bộ đùi là đến 60, bộ ngố thì là vì nó ôm nè, chốt tầm 52, 53 chứ bộ đùi là đến 60kg luôn. Nguyên đi luôn chị em mình bộ này 105.000 một bộ. Không mua bộ này, trưa này mà xem like không không chốt bộ này cũng tiếc nè. Riêng bộ bé và bộ này trưa nay xem like không chốt là tiếc lắm luôn. Nha, cho nguyên mã này là mã thái vàng, đùi nhá, 105.000. Mua bộ đồ trên nhà người ta 30.000. Em không nói deal nè. Ok cho chị Nguyễn Loan rồi nè. Chị lên luôn những mã này là mã thái vàng cho Nguyên là được. Thái lên, vàng nhé. Lên giúp em số điện thoại luôn chị ơi. Lên cả địa chỉ đi chị, có số điện thoại rồi. 105.000 một bộ này. Lên mã Buma vàng cho Nguyên là được nhé. 105. Nhận hàng về mà không chắc đừng mua hàng nữa luôn á chị em mình ơi. Còn lẻ tẻ thôi chị. Chị nào lấy mã thái vàng comment mã thái vàng. Mỗi màu có một bộ hai bộ thôi. Giá đi 105.000. Chưa 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 nè. Nhìn cái bộ đồ này. Nguyễn Loan là ngực nè. Lên luôn những mã này là mã thái trắng cho Nguyên nhé. Chị Lan Phong lên thông tin cho em nè. Nhìn cái bộ đồ này. Con bộ chứ mấy. Hai ngực size 34 chị Trần Xuân Liễu. Đùi cho chị Lan Phong. Lên màu trắng cho Nguyên nhé. Comment mã này là mã thái trắng cho Nguyên là được. Thái trắng được hai bộ thôi. 105.000 một bộ. Nghe rõ cái giá cho Nguyên nè. Hàng này dòng xịn nha. Vàng hết rồi, vàng có 1 bộ thôi. Vàng có 1 bộ thôi. Lên trắng cho Nguyên nhé, comment trắng. Cái này ái lại cho nó đẹp. Trắng có 2 nè, chị Ông Thị Hằng Nga ái lại trắng đẹp. Ông Thị Hằng Nga, Trường Nguyễn Kim Ngân. Bỏ cái quần vô riêng ấy, tị màu trắng. Sợ nó bị nhe màu ấy. Cam, cam được 2 luôn. Quá đẹp, nhận cái bộ này về bao xuất sắc luôn chị em mình luôn. Nha, chốt lên luôn những mã này. Comment mã thái, cam cho Nguyên nhé, được 2 bộ cam. Hết trắng nha, hết trắng chị ơi. Chị Lan Phong ơi, lên địa chỉ luôn cho like cho Nguyên với này. Lên mã thái cam 105. Có 2 thôi.
Thái K 105 có 2 nhé. Chị nào lấy K 105 chốt K 105 có 2 thôi. Cam cho chị Hoa Phạm một bộ, còn một bộ cam. Chị nào lấy cam comment cam cho Nguyên nhé. Sợp đi chị em mình ơi. Người ta đang chạy rẻ là 135.000 trên nhà Nguyên tới 30.000, Nguyên không nói deal đâu. Đấy, chị nào lấy cái này lên cam cho Nguyên là được. Cam còn một bộ. Rồi cho Nguyên mã Thái này là xanh dương nhé. 105 cho xanh dương nhé. Chị nào lấy xanh dương trước xanh dương. Cầm cái bộ đồ này mà về không sướng lên thôi luôn, không biết mua cái gì. Cái này không có dài chị ơi. Không có dài nhá. Rồi lên màu xanh dương cho Nguyên là được. Chị nào lấy xanh dương chốt xanh dương. Được hai bộ xanh dương thôi. Giá đi luôn chị em mình là 105.000 màu xanh dương. Chị nào lấy xanh dương chốt nhanh tay nhá. 105 xanh dương. Cầm cái bộ đồ nó đã lắm. Xanh dương nè. Ai lấy xanh dương lấy xanh dương nè. Rồi màu hồng không cần mở ra nữa chị em mình. Còn được hai bộ màu hồng nữa là hết cái mã này. Màu hồng nữa là hết cái mã này. Chị nào lấy hồng comment hồng cho Nguyên nhá. Hồng có được hai bộ. Vàng với cam còn không? Cam cho chị Lan Phong. Xanh dương cho chị Nguyễn Kim Ngân. Cho chị Phan Lê. Rồi hết cho Nguyên màu màu hồng. Có được hai bộ màu hồng. Giá đi luôn chị em mình là mã chữ M nó đi. Giá đi chị em mình là 105.000. Bằng chị em mình đi mua hàng thường. Quay cận luôn chị em mình xem hàng. Nhìn hàng cho Nguyên. Nhìn hàng cho Nguyên này. Hồng cho chị Mặt Trời Hồng. Còn một bộ hồng nữa là hết. Còn được một bộ hồng nữa là hết. Cái này là phải thả comment mạnh tay nha chị em mình ơi. Phải thả comment mạnh tay. Phải liên tục vì không dễ gì có cái hàng này mà đi giá này. Chị Hồ Phương Thảo luôn. Vàng ngố đây nè. Vàng này vàng ngố, cái này chốt đến 52 thôi. Đây như Nguyên mang là đang mang ngố nè. Ngố là dạng ngố ôm như thế này nè chị em mình. Ôm dạng nhá, gần như là phủ mông. Đây bộ này là bộ ngố. Cái Nguyên mang là ngố như thế này nhá, lỡ này. Quần là quần ôm giãn nhưng mà chốt 52 là không thả nha. Trong mã ngố vàng cũng bằng giá luôn. Ngố vàng nhá, cũng đi bằng giá luôn. Chị nào lấy ngố vàng comment ngố vàng đi bằng giá. Nếu mà để so ấy thì chị em mình bằng chị em mình đi mua con áo thôi. Giá này bằng chị em mình như Nguyên mặt à. Bu ma như Nguyên mặt đâu trời. Có màu vàng Huyền. Đây nè. Bu ma như Nguyên mặt này. Cái chị Hòa Anh Phương. Không có màu vàng à, thế cho chị Anh Phương, à, Anh Phương một bộ thôi. Rồi ngố Thái vàng cho chị Hoa Phạm. Hoa Phạm Nguyễn Thị Phương Thanh. Ngố cũng đi 105.000 luôn. Cầm cái bộ đồ này chị em mình ơi, quá xịn sò. Chị nào sành hàng này sẽ không bắt gặp một cái shop nào bán giá này luôn ấy. Rồi nhá, lên mã ngố trắng cho Nguyên. Áo trắng và quần màu đen nha chị em mình ơi. Còn một ngố vàng, hai ngố trắng. Trắng là quần đen. Giá đi chị em mình bằng bộ đùi luôn 105.000. Nè. 105.000, chị nào lấy ngố trắng comment ngố trắng, trắng có hai bộ ngố thôi. Chị Lê Nguyễn một bộ, đẹp quá đẹp luôn. 105 nhá. 105 trắng, trắng có hai. Cho chị Lê Nguyễn một bộ. Còn một bộ trắng nữa là hết. Rồi lên mã ngố hồng. Comment mã ngố hồng 105 nha chị em mình ơi. Ngố hồng 105. Chị nào lấy ngố hồng 105 chút nhanh tay. Siêu siêu rẻ nha chị em mình ơi. Nè. Hàng của nó nè. Đây thấy giá chưa? Đấy, chốt mã ngố hồng. Đẹp nhất là 52 nhé chị em mình nhé. Lên ngố hồng cho Nguyên được hai bộ ngố hồng. Đi chị em mình 105.000 ngố hồng. Chị nào lấy ngố hồng comment ngố hồng cho Nguyên là ok. Ngố hồng, ngố vàng. Trắng còn không? Trắng gì? Tinh lên một bộ. Hồng có hai bộ. Hết trắng nhé chị ơi. Rồi cam một bộ và đỏ hai bộ nữa là hết. Giá đây luôn chị em mình là 105.000 một bộ nhé. 105.000 cam này có đúng bộ thôi nè. Màu cũng đẹp. Chắc thì quá phê luôn. 105. Chị nào lấy cam chút cam cho Nguyên. Cam này có một. Ngố là 52 đổ về nhé. Chị nào lấy ngố lên ngố cho Nguyên. Ngố là 52 đổ về. Còn đùi là đến 60. Nhá hào, hồng, cam, đỏ, vàng. Đấy. Rồi mã Nguyên đang mang đây. Mã Nguyên đang mang lên mã bu ma trắng nè. Y Nguyên đang mang là màu trắng nè. Bu ma trắng có 3 nhá. Chị nào lấy bu ma trắng chút bu ma trắng cho Nguyên là được. Nè. Nhìn hàng cho Nguyên nè. Ồ cái lên bộ này lâu lâu mới lên mà sao tương tác kém thì tiếc lắm luôn ý. Để qua mã nha. Qua mã khác cái dễ mà nó phí hàng lắm. Ngố trắng nè. Lên mã bu ma trắng chẳng khỏi bị nhầm nhá chị em mình ơi. Trong mã này là mã bu ma trắng. Được 3 bộ bu ma trắng. Giá lên luôn chị em mình là 105.000 bu ma trắng.
nha. Bu mai trắng form này 52 đổ về là chị em chúc đẹp nhé. 52 đổ về chúc mã bu mai trắng trong em là được 105.000. Còn mà lên chồng em chuyển qua mà qua cái like sau nha chị em, mình không lên lay đi lay về tiếc lắm. Mỗi lần mà tháo ra mình xếp không được đẹp như người ta xếp này, tiếc hà. Chị nào lấy bu mai trắng, bu mai hồng, bu mai xanh, bu mai cam, đấy từng nửa màu thôi, không cần mở ra này nhá. Màu xanh dương nè, trắng có hai bộ thôi cho chị Phan Lê, chị Anna Nguyễn, Phan Lê Anna Nguyễn. Rồi lên mã bu mai xanh, bu mai xanh này hết trắng nhá, bu mai cam này, cam này, xanh này, hồng này, trắng đây, trắng hết rồi này, trắng hết rồi này, xanh 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 cho chị Hoa Phạm này thì. Chị Tâm hít kìa, chị Tâm hít ra lên thông tin cho em đi. Chị Tâm hít ra lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho em đi. Tâm hít Lê Ngăn hồi nãy 4, 2 cái áo ngực size 34 với 2 cái ngực size 36 nha. Rồi còn hồng, còn cam. Hết rồi. Trắng cho chị Kim Nguyên. Đâu phải. Không. Trắng hồi nãy á, cho chị Phan Lê, chị Anna Nguyễn. 3 bộ à? Ok, chị Kim Nguyên luôn. Cái này 52 đổ về thôi chị. Rồi nhá, còn hồng, còn cam nữa là hết. Hồng và cam nữa là hết mã Buma. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay nhé. Còn hồng và cam nữa là hết mã Buma rồi. Rồi trong mẫu khác gì? Banda. Ôi trời ơi. Ok chị ơi, Banda. Lên mã phê cho Nguyên là được. Banda. Lên mã sọc cho Nguyên là ok đi. Sọc kèm màu. Trời ơi, nhìn cái áo không đủ sướng rồi. Sọc kèm màu cho Nguyên là được nhá. Bộ này bộ đùi form đấy 60 nè. Sọc kèm màu nhá, Nguyên lên các màu thôi, mở ra một lần và lên các màu đi cho nhanh, còn lên được nhiều mã nha. Chị nào lấy sọc kèm màu, sọc xanh này quá đẹp luôn. Form đùi là chị em mình từ 40 đến 60 đều mang ok hết nha. Riêng đùi là từ 40 60 đều mang ok hết. Và giá cũng đi luôn chị em mình là 105.000. Riêng mã đùi là từ 40 60 đều mang được nha. Lên luôn cho chị em mình cái này 105.000 cho mã sọc kèm màu, sọc xanh, sọc trắng có 2 bộ, sọc vàng có 2 bộ, sọc cam và sọc hồng. Đấy, chị nào lấy sọc đó, giá đi chị em mình 105.000. Riêng bộ Thái này không có phải là vì hàng thường xuyên đâu, lâu lâu mới săn được đợt thôi. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã sọc kèm màu cho Nguyên nhé. Sọc kèm màu cho Nguyên là ok. Trắng, hồng, xanh, cam, vàng. 105 cho nó nhanh, chứ còn đi mở ra từng màu nó lâu lắm. Với lại mình xếp lại không được đẹp như người ta xếp. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Comment mã sọc kèm màu. Chốt mã sọc kèm màu. Cho lên các màu đi em. Cho lên các màu đi. Chốt mỗi màu một cái đi, tương tác cho em đi nhé. Không được cho con tốt ra sập chút đơn đi. Chốt cái này cho ngái còn mình rồi. Ai chút đơn quen. Hồi nào ít á, ra chút like này. Rồi lên mã ngố cho Nguyên nè, lại ngố nè. Cái mã này là ngố nhá. Mỗi màu con cái. Sọc màu gì chị Lê Tình ơi, lên size cho em, lên màu cho em đi. Sọc. Lên màu cho em đi. Xanh trắng vàng. Trắng cho chị Mễ Trang Lê Trần. Xanh à, xanh chị Lê Tình. Xanh chị Lê Tình. Rồi lên mã sọc kèm màu cho Nguyên 105.000 mạng bị chậm. Cho Nguyên con này lên ngố cho Nguyên, ngố kèm màu. Ngố là 52 đổ về thôi. Ngố 52 đổ về nhá. Xịn lắm, em nói xịn lắm. Về cái bộ này chỉ có phê phê thôi. 52 đổ về nha, 105.000. Chị nào lấy ngố kèm màu 105. Ngố kèm màu nhé, cũng từng nửa tông màu. Màu vàng nè, màu vàng nè, màu đỏ nè, màu hồng nè, màu trắng nè, màu xanh, màu cam. Trong ngố kèm màu 105. Ngố vàng cho chị Phan Lê nha. Ngố kèm màu cho Nguyên 105.000 bộ ngố. Chị nào lấy ngố chốt nhanh tay ngố nhé. Ngố kèm màu 105. Ngố trắng, ngố trắng là quần màu đen nhá. Ngố hồng, ngố đỏ, ngố xanh, ngố cam. Đấy, từng nửa tông màu thôi. Chị nào lấy ngố chốt ngố cho Nguyên nhá. Vàng hết rồi đúng không? Vàng hết rồi em, dưới nó còn vàng. Hết vàng rồi chị ơi. Trắng, 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 trắng. Trắng cho chị Tâm hít, còn trắng không? Cho anh Phương luôn. Sọc xanh còn không? Sọc xanh cho Thu Trang Ngô. Ngố trắng còn không? Hết ngố trắng nhé. Ngố xanh cho chị Kim Quyên. Ngố xanh chị Kim Quyên. Rồi nhá, chị nào lấy ngố kèm màu chung là được. Ngố kèm màu 105 luôn. Xanh chị Sương Trần.
xanh chạy xương tràng 105 luôn. Rồi nguyên còn màu cam, màu đỏ, màu hồng. 105 nhá. Xanh đỏ hồng. Ba tông màu này nữa là hết. À còn một bộ xanh phía sau nữa nè. Còn một bộ ngố xanh đằng sau nữa nè. Chị nào lấy ngố xanh lên, ngố xanh nó có ít lắm nè, đi nhanh thôi, cái này đi nhanh thôi. Đây màu hồng 105 nhá. Ô cái này đùi. Ô chết. Kiểm tra. Chữ này đùi rồi nè. Kiểm tra nãy giờ bộ ngố cũng chữ này mà đùi rồi nè. Kiểm tra lại cái hồi nãy giờ chốt đi, sợ bị lộn ấy nha. Không, kiểm tra hồi nãy giờ chốt ấy. Áo gió em còn chị ơi. Gió là em còn. Gió nhà em nhiều. Ngố không tùy bộ hồi nãy giờ chốt ấy. Cái bộ riêng cái bộ hồi nãy giờ chốt ấy. Cái hồi nãy là lai trước lại chốt bộ đi đùi ngố. Mới bộ chốt vừa xong này. Bộ chữ này. Ừ. Mới là lại. Ngố đó, ngố đó. Ừ. Coi kiểm tra lại chị người nhìn chị đấy. Chị có đây đùi đúng không? Ừ. Ngố xanh đằng sau của chị à. Phan Lê cái này. Ok chị Phan Lê xanh này là hết ngố xanh. Trời, toàn mã đẹp không. Toàn mã đẹp. Rồi lên nai cho Nguyên nhé. Ngố hồng cho chị Nguyễn Thị Phương Thanh. Mã này kiểm tra hồng cho hồng ngố cho chị Nguyễn Thị Phương Thanh trước cho em. Coi có hồng ngố cho chị Nguyễn Thị Phương Thanh. Ngố. Ờ hồi nãy chị làm một bộ trúng vào đùi nè, sợ bị lộn nên phải kiểm tra lại thôi. Mã này đùi nhá. 105.000 lên mã nai cho Nguyên. Gió từ từ chị ơi, gió từ từ. Gió từ từ. Rồi nhá, comment mã này đi. Chốt mã này là mã nai kèm cho Nguyên cái màu. Chị em mình từ từ chứ chị em mình để Nguyên lên được cái hàng này hàng kia, chứ còn mình cứ thích cái hàng nào cái dục lên cái mã đó thì không chạy được. Đó. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã đùi. Comment đùi kèm màu cho Nguyên là được. Đùi kèm màu nhé. Hàng phải để người ta bán hàng này hàng kia, chứ mỗi mình thích mỗi mã chứ bảo người ta lên cái này cái kia không ấy được. Xong Nguyên con này. Comment mã này là mã đùi kèm màu. Đùi xanh, đùi cam, đùi vàng, đùi hồng nha. Chị nào lấy đùi kèm màu cho Nguyên là được. Hàng này không phải lúc nào cũng có hàng đâu. Nên là chị em mình nhanh tay nhé. Giá đi chị em mình 105.000. Cho lên một mã nữa. Cho lên một mã này. Mã này nữa thôi nè. Mã này nữa thôi nè. Mã này coi đùi hơn ngốt. Ngực mỏng là mình còn đàn sao. Thế à, cho Nguyên lên cái chi biết không. Bóc cho Nguyên cái chăn, chăn hưu á. Nó không có ra, bữa nay không có ra. Lấy chăn bán rờ đi. Thấy chờ hồi bữa giờ khách hỏi mà đâu có dám bán riêng. Mà bên đây hết chăn rồi. Đùi xanh chị Nguyễn Thị Phương Thanh. Bộ này ngố. Đùi xanh hồi nãy mới thả xuống Nguyễn Thị Phương Thanh. Bộ này ngố. Lên nắp mã này nữa thôi nhá, lên mã chữ cho Nguyên. Comment mã chữ. Ừ, bỏ riêng. Comment mã chữ cho Nguyên là được. Chốt chữ kèm màu nhá. Chữ này là bộ ngố 52 độ về. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn mã ngố kèm màu cho Nguyên là được. Nha, ngố vàng, ngố xanh, ngố đỏ, ngố hồng và ngố cam. Giá đi chị em 105. Ai lấy ngố kèm màu cho Nguyên là ok nhá. Chữ đi, chốt mã chữ kèm màu cho Nguyên là được. 105 nhá. À, dạ mình không mua đi ra ngoài mua mắc 30.000. Mắc 30.000. Chữ vàng đây. Đây. Ờ. Chữ vàng. Rồi em đang 105. 52 đô về. Chữ vàng cho chị Thúy Nguyễn. Rồi nhá, lên mã chữ kèm màu cho Nguyên 105. Vàng, hồng, đỏ, xanh chị và Thúy cam. Nguyễn, 105. Khách có khách mới kèm cả địa chỉ cả số điện thoại luôn trên live cho Nguyên nhé. Không có địa chỉ, không có số điện thoại là bỏ qua nha. 105.000 bộ này nó xịn quá mà. Đi ra ngồi mua rẻ người ta bán rẻ 105.000. Đấy, chị nào lấy chữ kèm màu cho Nguyên là được. Chữ đó, chữ đang cầm đó. Vàng còn không? Vàng hồng luôn. Vàng hồng, vàng còn nữa không? Hết chữ vàng rồi chị ơi. Hết mã chữ vàng rồi. Lê thì hết hồng luôn à? Hết hồng rồi, còn cam, còn đỏ và còn xanh, xanh dương. Cam, đỏ và xanh dương. Đó, chị nào lấy cái này nữa lên nhanh tay cho Nguyên nhé. Hết hồng rồi chị ơi, hết hồng rồi. Vàng cũng không. Cho Nguyên cái chăn hưu á. Chăn hưu còn mấy cá cho lên luôn, hình như là còn tầm chục cái. Không dám, khách hỏi nhưng không dám bán rời. Thì cái để bán nguyên bộ để gì chị mua cái bộ ra ấy, là chị em mình mua luôn cho nó đủ bộ cho nó đẹp. Hôm nay không có bộ ra, em sẽ bán rời chị em mình cái chăn.
Rồi nhá, chị nào lấy mã này lên mã chữ kèm màu cho Nguyên. Nguyên còn một cam màu đỏ. Một cam màu đỏ. Hồng hết rồi chị. Hồng hết rồi. Đếm được bao nhiêu cái thì mã này có được bao nhiêu cái? Được 20 cái chân này. 20 cái chân này, chân trần nhá. Chân trần kích thước của nó là 2m2m2. Được 20 cái. Lên mã chân trần cho Nguyên. 2m và 2m2. Cam là hồi nãy cái mã chữ mới xuống đó. Ngón cam cho chị Hoa Phạm. Lên luôn dụng mã này là mã chân. Kích thước của nó là 2m2m2 nhé. Chân này xài mùa nào cũng được. Mùa hè cũng được, mùa đông cũng được. Chân trần cho Nguyên nhé. Được 20 cái, mã chân hương. Hai mét, 2m2 nhé. Nguyên dỡ lên cho chị em mình coi cái họa tiết thôi. Được 20 cái thôi. Nhanh tay nha chị em mình ơi. Toàn bộ trần như thế này hết nè. Lên mã chân trần. Cái này chị em mình mua cái này thì không có quá đắt. Rẻ rẻ người ta bán chị em mình 150.000 cái. Bán người ta riêng con này người ta bán không đắt lắm đâu. Không phải hàng mấy trăm nghìn đâu. Tầm khoảng 150.000. 130-150.000 cái. Em không lên đồ bé đâu chị ơi. Sao chị này chị kêu đủ thứ ta. Em lên cái nào mà mình cảm thấy ok là chốt giùm em thôi nhá. Chứ còn mỗi người mỗi ý em không chạy được. Cho nguyên con này em bán tặng nhá, 20 con thôi. Em lên chạy mình con này giá lên chạy mình là 89.000. Một cái chân này kích thước của nó là 2m2m2 nhá. Mà đi chị em là 89.000. Đó, chị nào lấy cái này lên mã chân trần cho Nguyên là được. Chân hư mã này đẹp lắm, bữa giờ khách hỏi chân mà không dám bán chân. Tại vì kêu là để có bộ ra để cho chị em mix cả bộ cho nó đẹp á. Xong cuối cùng bữa này hết ra mất tiêu. Không có đủ ra. Nên là em tách lẻ ra em đi chị em mình 89.000 một cái chân nhá. Chị nào lấy chân 89 comment luôn dù Nguyên có được 20 cái thôi. Lên mã chân 89. Kích thước của nó là 2m2m2 như vậy mà nó. Nha, ngang 2m, dài 2m2. Đi 89.000 quá là rẻ. Ai lấy chân chút chân trong đây là được nhá. Có 20 cái thôi. 20 cái cho chị Phúc Nguyễn cá. Phúc Nguyễn cá. Kề mặt trời hồng cá. Ai lấy chân lên chân cho Nguyên nhá. Đúng 20 con. 20 con chân. Mà giá 89.000. Rẻ quá. Cho chị Phúc Nguyễn cá. Có 20 cái này chị nào lên nhanh có nhá. Mặt trời hồng. Chị Ngô Tường Vy. Ngô Tường Vy. Thanh Lài Nguyễn. Thanh Lài Nguyễn. Cho chị Phong Thanh. Phong Thanh. Chị Lâm Thu Thúy. 89.000. Cho chị Lan Phan. Lan Phan. Chị Kiều Nguyễn. Cho chị Lệ Ngô. Lệ Ngô 89.000 một cái chân vậy mà nó. Mùa nào xài cũng được hết. Rẻ không thể tưởng được. Nha chị nào lấy chân chút chân. Cho chị Ái Trần 2 cá. Ái Trần 2 cá. Rồi nha, ai lấy chân chút chân cho Nguyên nhá. Hết chưa? Còn 2 cá. 2 cá cho chị Ái Trần. Đi. Cho chị nào lấy chân chút chân cho Nguyên là được. 89.000 mua con chân này. Quá là rẻ cho chị mà nó. Quá là rẻ. Có cái mã chân kia mà thôi để tối lên. Cái chân chân ái mà thôi để tối lên đi. Xíu là kết thúc like rồi chị ấy ơi chị ơi. Chị Lê Thị Bích Ái cá. Chị Kim Quyên cá. Lê Thị Bích Ái Kim Quyên. Rồi ai lấy chân chốt chân cho Quyên nhá. Giá đi chị mình 89.000. 89.000 một con. Cô Tường Vy có rồi chị ơi. Chân này đây chị. Chân trần. Một 2m2m2. Cái này kích thước là 2m2m2 nhé. Cho chị Yến nghiền cái nữa. Cho chị Yến nghiền cái. Rồi ai chưa có chúc cho tay nhé. Chị nào chưa có chân cầm em chân trong em là được chứ chị mà nói. Cho đi ô này luôn nè. Đi ô này còn mấy mẫu nè. Đi ô nó còn ít kìa. Bóc áo gió luôn cho chị nha. Đi ô áo gió. Rồi lên cho chị em mình mã này. Em có banana cả màu đen nữa Huyền ơi. Cho Nguyên cả màu đen nữa Huyền ơi. Banana cả đen nữa Huyền ơi. Ui. Về hai màu này cho nó sướng. Về hai cái màu này cho nó sướng. Về chỉ hai màu này thôi nhé. Đợt này tập trung về hai màu này cho khách thôi. Vì hai cái màu này cứ hụt.
cho chị Hường đòn một cái trăng luôn. Rút đủ màu nha Dung ơi, có cả gió phối nữa nha. Rồi cho nguyên con này. Chị Hường đòn có rồi chị ơi. Có rồi nha. Bỏ ra. Nợ khách mà nợ hai màu này thôi. Đúng không? Chị nào cũng cần hai màu này hết, mặc áo vest nè. Rồi chị em mình mang áo len lưới. Áo len lưới cần. Thế. Cho nó phai. Gió chị xeo ấy. Ừ. Lên mở bra cho Nguyên nhá. Bra. À tự nhiên kêu vồn chiến rảnh ghê luôn á. Từ 40, 60, 62 mang được hết cái này nha. Lên bra cho Nguyên cái này toàn bộ ở trong nó có mút ngực dài như này. Và may hẳn trong này hết rồi. Cái này nên là chị em mình mang nó không có bị xê dịch nhá. Lên luôn mở bra cho Nguyên. Chị em mình từ 40, 60, 62 mang được con này hết. Dạ mình nếu mua về cho bé thì chị mua màu trắng để cho nó đi học đẹp. Có mút ngực nhá. Có mút ngực như chị em mình nè. Chắc này chị em mình. Từ 40 đến 6 mấy ký vẫn mang ok. Con này em đi luôn chị em mình 39 càng cả. 39 càng con nhá. Nha lên mã 39k. Chị em mình mua 2 con tính 70.000 2 con luôn. Nha chị nào mua 2 con tính 70.000 2 con luôn. Cái này đúng mát tặng luôn ý. Em chạy cái này quá là nhiều rồi nè. Cái này là về thêm hai màu này để trả thêm cho khách. Em bán tặng luôn chị em mình nè. Mua một con là 39.000. Chị em mình mua hai con là 70.000 hai con. Cái này chị em mình nên phát đi. Mua về sướng, mang sướng với chị em mình nhá. Này, toàn bộ cái này là may cố định hết rồi. Cái này không có trồi, có sụt gì hết. Lên luôn mở bà ra cho Nguyên kèm, cho Nguyên cái màu nhá, kèm màu. Em đi hai con đi chị em, 70.000 hai con luôn. 70.000 hẳn hai con bà ra luôn. Rẻ chưa? Đó, chị nào lấy bà ra, chút nhanh tay bà ra cho Nguyên nhá. Kèm màu cho Nguyên là được. Cho chị em mình chọn màu. Cái này chọn màu có hai màu nên cho chị em mình chọn màu luôn. Hai màu nên là cho chị em mình chọn màu luôn. 70.000 hai con, tính là 35.000 con. Cái này bóc ghi lại bóc sau em. Chọn màu, còn không chị em mình bóc hai cái hai màu đi. Lên mở và ra kèm màu cho Nguyên nhá. Đi mua một cái 39.000, mua hai cái là 70.000 hai con. 70.000 hai con, trắng và đen. Nhá. Ai lấy cái này lên mã này. Bà ra cho Nguyên nhá. Chốt mã bà ra cho Nguyên là được. Giảm nhiều, form từ 40, 60 đều mang ok hết. Lào nhào thế nói cho hàng chục tuổi nữa cái thôi. Cái mặt hắn, nhiều nhiều cái. Cái mặt gấp 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 rồi nè. 39.000 cái, mua 2 cái là 70.000. Bởi nhăn suốt ngày. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Bà ra kèm màu cho Nguyên nhá. Mua một cái thì lấy một cái, còn không chị em mình mua hai thì ghi kèm cho Nguyên cái số 2 vô. Nha, có 39.000 cái, mua hai cái là 70.000 hai cái. Không phát nữa thì phát cái gì. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên nhanh nè, để em qua mẫu nè. Phát nhanh tay nhá. Phát nhanh, phát nhanh, phát nhanh, phát nhanh. À còn mấy cái áo gió lẻ lẻ nó cho bé nó cân lên trước rồi. Cho Nguyên nè. Cái này có mấy cái rồi nè. Đàn này có mấy cái thôi. Trăng lên luôn. Gió xịn cho bé. Có được mấy cái thôi. Hàng xoay nhí nhá. Hàng xoay nhí nhá. Nè, cưng chưa? Cưng chưa? Cưng chưa có mấy cái thôi, còn được vài cái thôi. Size này dành cho bé nhà mình 20kg đổ về. Bé trai. Ok nhá. Cái này còn được vài cái thôi nên là trẻ mình nhanh tay nè. 20kg đổ về, 18kg đổ về. Em đi trẻ mình mã này 120, có mấy con thôi. Còn được vài con thôi. Này lãi ra rồi. 120.000 size 18. Size 18, size 20. Nhá chị nào lấy cái này. Comment mã này là mã gió bé kèm cho Nguyên size 18, size 20 thôi. Ok bà ra chị em cứ lên bà ra cho Nguyên là được. Ra trắng hoặc là đen, mua hai cái là 70.000 hai cái. Thì tính ra có 35.000 cái thôi. Rồi nhá, cái này Nguyên đi chị em mình 120.000 con. Đang còn 18 với 20 lên mã gió bé cho Nguyên là được. 18 với 20. 20 chị Phạm Tú. 120.000 luôn, xịn nha, xịn lắm. Chị Phúc Nguyễn, bờ ra là 39.000 một cái nha chị. Mua một cái là 39.000, mua hai cái là 70.000. Mua hai cái là 70. Cái này chị Phạm Tú rồi, nè, ở trong. Chị Phạm Tú rồi. Còn 18 thôi. Còn 18 thôi, đi 120. Đi 120 đây có này, có 20 kg nữa. 20 kg cho chị Phượng Ngô luôn. 20 kg cho chị Phượng Ngô rồi. Còn 18, 15. Hết size to rồi chị ơi. Còn 15, 18, 120.000. 120.000 nhá. 15 đổ lên, 18 đổ về, cưng hàng. Cưng cho.
15 độ lên 18 độ về còn mái cá thôi. Hết 20kg thôi chị ơi. Để được mái cá thôi mà. Còn sót lại mái cá thôi. Em đi luôn chị em mình 120.000 nha. Chị nào lấy cái này lên mãi gió bé 15 đến 18kg thôi. Chị ơi chốt đơn xong là đi đơn hết rồi đó chị. 15 đến 18 thôi. 11 hơi rộng, 20 em hết rồi. Bộ hồng á. Bộ hồng hai dây phía sau là sát chị ơi. Hai dây phía sau là sát đó. Sát quần su. Không chị ơi, giờ chỉ còn xe nhỏ thôi. Hàng Quảng Châu nha, chuẩn tàu luôn. Mà đi cái này giờ chị em mình mua rẻ rẻ người ta bán chị em mình 150-180. Cái này chuẩn tàu. Hả? 18 cho chị Hăng Duy Trần. 18 cho chị Hăng Duy Trần. Rồi ai lái chốt nhanh tay nhé. Còn được size 15 và size 18 thôi. Size 15kg và size 18kg. Và em chốt lên chị em mình mã này giá lên chị em mình là 120.000. Size 15 và size 18. Đó, chị nào lái chốt 120 nhé. Ai lấy cái này chốt nhanh tay luôn chị Nguyên. Có mấy cái màu hồng đó thì cho lên luôn. Giá bé còn mấy cái màu màu lẻ tẻ này nè. Là hàng tàu hết nhé. Rồi cái này bé gái với chị mình hạ cái khai lai xuống giùm chị cái này. 18 thì Đặng Huệ lấy xe 1 cho em nè. Ở này còn xe 1 nè. Ở đây nè, thì Đặng Huệ. Không có 40kg gì bất xương. Không có 40kg nha. Được chưa đấy em? Xuống xíu này em. Quay rồi, qua cửa rồi. Xuống xíu này. À được rồi. Rồi gái này em còn được mấy cá này. Còn được mấy cái bé gái thôi. Em lên luôn chị em mình mã này luôn. Cưng chưa? Cưng chưa? Size này là size 16kg đổ về. Mã này em đi luôn chị em mình 110. Nha 16, cái này con đang không có. Chị ơi size to chờ em ít hôm nữa. Chờ em tầm ngày nhanh thì ngày mai còn không là ngày mốt. Ngày mốt là chắc chắn có hàng. Cái mã nó giống y cái của người lớn ấy. Hàng trắng bạc ấy, xịn luôn. Chờ em ít hôm nữa, cái này không có size to, cái này toàn size nhí thôi. Cái này cưng cưng nhưng mà toàn size nhí thôi. Size cho bé nhà mình dưới 20. Dưới 20 đổ về có size. Nha chị nào lấy cái này hồng bé gái 101. Hồng gái 101 có mái cá thôi, còn sót là được mái cá. 101 con nè, kèm cho nguyên số ký là ok. Nha, kèm số ký là ok. Cho lên cái đâu rồi em bóc áo gió đâu rồi em. Chị dưới cái đống cái gì ở đây đó. Rồi lên cho nguyên con này. Lên nhanh tay cái này. Lấy xe 2 cho chị Phượng Ngô. Đổi địa chỉ thì chị nhắn qua cho em là được. Đổi địa chỉ thì cứ nhắn qua cho em là ok. Hết xe to chị ơi. Ủa cái này không bóc cái nào xe nhỏ cho chị má hả em? Em bóc toàn xe L chứ nè. Có màu hồng xe L, màu hồng xe L chứ. Xe L nhỏ nhất rồi chị. M nhỏ nhất chứ rằng L nhỏ nhất. Bán ngò hết áo gió rồi mà rằng. Áo hồ. À áo gió 95 hả? Em bóc lại. Rồi lên luôn dưỡng này. Cái mã này mà em chạy xe 95.000 thì thôi rồi luôn. Tôi chào hết bình. Dung ơi, cắm bình vô chị cái. Lấy cái 16, hết 20 rồi cô Yến. Lấy cái 16 cho chị Tuyên Nguyễn cái gì. Không đi nè. Được chưa chị? Vô chưa? Vô chưa? Chắc là vô rồi đó. Em nói là vô mùa mà săn con này nhà nguyên giá 95.000 thì thôi rồi luôn. Không có nhà nào bán 95.000 có khoác này, thiệt luôn. Hàng trắng bạc nhá. Đài size cho dẻ mình từ 40 độ lên 60 độ về. Hàng này sau này ôm được cái số lượng nó nhiều hơn xíu. Giá nó giảm. Giá nó giảm. Chứ hàng này là hàng 115.000. Giờ đi chị em 95.000. Đúng không chị em mình ơi. Đài size nhá. Từ 40 độ lên 60 độ về chị em có size. Mũ có thể tháo rời ra được. Hết rồi chị Liên Nguyễn, hết size 17kg rồi. 14kg, ôi lộn, sorry con này. Từ 40 độ lên 40 độ lên và cho chị em mình 60 độ về là có size hàng trắng bạc và ở trong của nó kèm là một lớp lưới đồng màu nhé. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng, em không lên áo nam. Em không lên áo nam. Trong mã gió kèm màu và kèm cho nguyên cái số ký nhé. Kèm số ký cho nguyên. Đi 95.000. Giá 95.000, nghe rõ cái giá dùng nguyên nhé. Nhìn cái lớp trong của nó này chị em này. Nhìn lớp trong của nó. Không, không có đâu chị, mặc tràn hồng hết rồi. Nhìn cái màu ở trong của nó này. Đây, nhìn cho nguyên nè. Comment mã nè. Gió kèm màu và kèm cho nguyên số ký. Nguyên có màu vàng, màu xanh ngọc này, màu hồng này, màu xanh đậu này, màu đen, màu xanh đậm.
Ai lấy cái này lên nhanh tay nhé. Chị nào hỏi gió chút nhanh tay. Comment mã gió kèm màu 95.000 một cái. Nhá, kèm màu vô trong nguyên nha chị em ơi. Cái này là hàng tráng bạc, hàng chống nước. Đài size từ 40 độ lên 60 độ về. Chị nào gọn lên 62 chút, 60 là thông thả nhé. Mình có màu đen, ở trong của nó là lớp lưới đồng màu nhé. Chị Nguyễn nhớ lại số ký. Chị em mình lên toàn bộ lên màu kèm số ký trong nguyên là được nhé. Giờ bắt đầu mang những con này quá là ok rồi nha. Màu kèm số ký Nguyên có màu vàng Nguyên đang mang nè. Màu đen nè, màu xanh đậm nè. 95.000, chị em mình đi dạo quanh đó sẽ không có nhà nào bán giá 95.000 đâu. Màu xanh đậm nè. Màu kèm số ký không có 2X đâu chị ơi. Màu kèm số ký lên cho Nguyên nha. Màu vàng, à quên lộn, màu hồng nè. Màu hồng nè, kèm số ký cho em là được nha. Màu kèm số ký, chị em mình không lên số ký, không biết từ chốt. Màu xanh đậu nè. Ưa màu nào lên màu đó, cái này cho chị em mình chọn màu thoải mái. Và màu xanh ngọc. Cho chị em mình chọn màu thoải mái, sẽ mang chị em mình cái màu này, màu này hơi rộng xíu nha. Mang cái này size hơi to xíu cho chị em mình coi cái phone, cho chị em mình coi cái màu lên màu nó như thế nào nhá. Giá em đi luôn chị em mình là 100. Oh, sorry, đang có 100. 95.000 một con. Đây, chị quay. Nguyễn Thị Phương Thanh lên số ký quay cận cho chị em mình xem này. Toàn bộ ở trong của nó là lót đồng màu hết, mũ có thể tháo rời ra được nha. Ai lấy cái này lên nhanh tay đó, kèm túi trong, hai túi ngồi khóa kéo này. Còn bộ hàng này là hàng chống nước, hàng trắng bạc như chị em mình ơi, mà đi 95.000. Chị nào lấy gió kèm màu và kèm số ký cho Nguyên nha. Không có màu, không có số ký là chịu thua luôn. Gió kèm màu, kèm số ký nha. Phải có số ký nha chị em mình ơi. Chị 95k chị ơi, sao lại 75k rồi. Em đi 95k nha, màu xanh ngọc đây nè. 95k, không có 75k, gió gì mà 75k chị ơi. Gió này 95k, lên rõ mẫu cho em. Kèm màu và kèm lên cho Nguyên cả số ký nhé. Màu Nguyên đang mang là màu xanh ngọc nè. Màu xanh đậu nè. Màu hồng nè. Màu xanh đậm nè. Gió nam em không lên chị ơi. Có nhưng không lên, giờ lại tẻ màu. Rồi nhá. Và màu đen. Và màu đen. Màu xanh ngọc, màu đen, màu xanh đậm, màu hồng, màu xanh ngọc. Chị nào lấy màu nào comment màu đó cho Nguyên nhé. Giá đây luôn chị em mình là 95.000. Cái miệng lẹo 95.000. Ai lấy cái này lên nhanh tay nhé. 95k kèm màu và kèm số ký. Áo khoác đằng sau là 120.000, 80kg không vừa. Từ 40 độ lên 60 độ về thôi. 40 độ lên và 60 độ về không. Nhà em không có hàng 80kg nhé. Riêng hàng nữ em không có hàng 80kg nha. Rồi ai lấy cái này nữa lên luôn dùng Nguyên nhé. 95k màu xanh đậu, 95k màu hồng, 95k màu xanh đậm, màu xanh ngọc và màu đen, à màu đen. Đấy, chị nào lấy. Đây này hồi ok, 95k đó vậy chị lấy thì chốt nhanh tay nhé. Ai chưa có mã này lên luôn dùng mã này là mã gió 95k. Kèm màu và kèm số ký luôn dùng là được nhé. Chà, qua nha, thấy chị mặc trời hồng cái dục lên áo gió, mà lên áo gió có thấy chút đâu. Vì chị hồi giống như là hồi chơi á. Có rồi nha, chị nào lên đơn là có rồi, trong cái mã quần chip nam đúng không? Mã quần chip nam 95k kèm màu và kèm cho Nguyên cả số ký nha chị em ơi. Không có số ký là không chút được nha. Không có sai á. Đây, chip nam đây, nãy giờ lên chip nữ mà chưa có chip nam. Lên chị em mình mã này. Chip nam. Phải có số ký hết nha. Chị Na Đặng lên cả địa chỉ trên live cho Nguyên cái. Chip bé 22kg à. Chip bé 22kg. Chip bé 22kg ghi cho chị chút smile luôn. Ok, cho chị thử hình xanh đậu luôn kìa. Ok, chị thốn phan luôn. Rồi lên cho chị em mình mã chip nam. Chip nam. Để nãy giờ toàn lên nữ không có chip nam. Con thì đợt này về thì chỉ có hai size. Chỉ có hai size. Hôm bữa là chỉ có mỗi size 3X. Không có size nhỏ. Giờ có size nhỏ không có size to. Nói chung là cái này là từ khoảng 55 độ lên và 68 này. 65 68 nữa về là có size. Chip nam nhá, hàng này là hàng thông hơi, hàng này hàng xúc nhặt như chị em mình ơi. Chip nam hàng xuất nhật cho Nguyên, hàng này đánh lẻ ra là 30, 32 đến 35.000 một cái.
32 đến 35 nghìn một cái. Em đi luôn chị em mình con này. Giá đi chị em mình em đi ít nhất là 4 cái hết. 15 nghìn một cái, kèm cho nguyên cái số ký. Nha, kèm cho nguyên số ký. Ok chị Phạm Tú. Cái này chị em mình nhớ kèm cho nguyên số ký nhé. Lên mã nào mà chip nam kèm số ký, em đi ít nhất là 4 cái. Đi ít nhất là 4 cái nhé. Lên mã chip nam lên kèm số ký cho nguyên là ok. Ít nhất là 4 cái. Nha, chốt mã chip nam kèm màu và kèm kèm số ký cho nguyên là được. Chip nam kèm số ký. Nha, em đi ít nhất là 4 cái và giá em lên luôn chị em mình là 15k một cái. Chị Nguyễn Kiều có rồi đó chị. Chip nam kèm số ký, chị Nguyễn Kiều ơi lên lại địa chỉ luôn cho like cho em với. Nhà em có nhiều Nguyễn Kiều á. Chip nam kèm số ký nha. Ai đó chip nam, chốt chip nam kèm số ký là được. Mình chốt luôn chip nam cho Nguyễn Hiền. Chốt luôn cả gió bên nữa kìa. Có khách đang còn chốt gió kìa. Hiền rút cho Nguyên mấy cái áo gió nó gió. Hai Nguyễn Kiều nha, để ý khách nhà em đang hai Nguyễn Kiều nè. Hồi nãy chờ chị ơi, chị Nguyễn Kiều mà hình con chục con tôm nè, con tôm nè, lên cho em cái thông tin với. Nãy giờ hai Nguyễn Kiều lại lộn hà. Ok nhá. Chị ơi chị Nguyễn Kiều lên thông tin cho em với. Con này cũng đi luôn chị em ha. Đi 6 cái đi chị Bích Ái. Nhà em đóng túi giúp 2 cái. Thôi đi 6 cái họ mua luôn chục cho chồng mang đi để dành. Qua mùa mưa lại giặt lau khô. Chị ai? Nga đặng lên giúp em địa chỉ với chị ơi. Có cả màu xám màu đồ á. Thế giống nhau thì nhà em chốt đơn, nhà em gửi đơn qua mà. Chị đọc đơn đi. Nhà em chốt đơn kỹ lắm nhá, hơi bị mất thời gian á. À Nguyễn Kiều nè, Nguyễn Kiều Nguyễn Sơn, lại đổi hình đại diện. Còn Nguyễn Kiều này là Nguyễn Kiều khác, Nguyễn Kiều này giờ Nguyễn Kiều mới nè. Những Kiều này giờ mới có đơn nè. Nguyễn Kiều này giờ chỉ có chăn chằn với lại chip nam thôi. Nguyễn Kiều giờ là chăn chằn với chip nam, hồi nãy giờ là Nguyễn Kiều khác nha. Ok chị Mặt Trời Hồng. À Kiều Nguyễn với Nguyễn Kiều. Giờ là Kiều Nguyễn Kiều. Lộn đầu luôn á, khách trùng tay nhiều quá. Rồi nha, ai lấy cái này nữa lên luôn dùng Nguyên nhé. 10 tính ra có 15 nghìn cái. Chị em mình đi ra mua tách đánh lẻ là 32 nghìn, 35 nghìn cái đúng không? Mua này lợi quá. Mua lợi quá, mua cả 6 con, chục con cho chồng ma. Nha, lên mã chip. Chip nam trong là được nhé. Cái gì chị Nguyễn nhớ ơi, lấy cái gì khác nhau. Ai lấy chip nam cho Nguyên chip nam đi. Giá lên luôn chị em mình nè. Ok chị Na Đặng, giá đi chị em mình tính ra có 15 nghìn con thôi. Phát luôn cả chục cho chồng mang. Phát luôn cả chục cho chồng mang. Ai lấy cái này lên nhanh nha. Hiền cái này mình còn cả mét 2 không? Các quen lộn cả mét 6 và mét 8 không? Cái bộ này, bộ ra này nè. Mét 6, mét 8 mà coi là đếm được bao nhiêu cái chân. Để chị em mình mua cả đồng bộ. Có cả mét 6, có cả mét 8. Bộ bio. Thế 5-6 cái chân còn sót mà kia kìa. Còn chân mà, còn mấy cái chân mà đó. Được mấy cái. Ok chị Nguyễn nhớ. Chân đi ô. Ra đi ô. Được 5 cái chân thôi chị em mình mua. Chốt cho 5 chị có chân này. Mã này chốt cho 5 chị có chân này. Mã này thì khách nhà em chủ. Khách nhà em ưa cái mã này lắm. Khách rất là ưa cái mã này. Màu lên đẹp, trải lên giường rất là xa. Nhưng mà chỉ có được 4, 5 bộ có chăn thôi. Cái này Nguyên có hiện tại có mét 6 và mét 8. Mét 6 em đi chị em mình 85 nghìn. Mét 8 em đi chị em mình 90 nghìn. Trong mà cái set 4 món này, 2 gói đầu, 1 gói ôm, 1 bọc nệm. Đó là 85 nghìn. Chip nào là 15 nghìn cái. Em đi từ ít nhất là 4 cái. Đi ít nhất là 4 cái. Mở xem à. Mở cái này thì 2 gói đầu, 1 bọc bọc nệm, 2 gói ôm. À 1 gói ôm. 4 món là chị em mình đi mua Nguyên đi chị em mình là 85 nghìn. Còn chị em mình mua mét 8 sẽ là 90 nghìn. Mét 8 sẽ là 90 nghìn. Chị em mình thêm chăn. Cho Nguyên thêm cái chăn. Chăn này có 5 cái chăn thôi. Thêm chăn là 90 nghìn cái chăn nữa. Nha. Chăn thì không có sai. Chăn thì không có sai. Chăn này kích thước chung của nó là 2m2m2. Chỉ có cái bộ ra mới cần là kích thước giường thôi. Còn chăn thì là giường nào xài cũng được. Một cái chăn
chị nào mà lấy chân sẽ là 89.000 đấy, 90.000 cái. Còn chị em mình mua ra như thế này, mấy 6 em đem luôn chị em mình là 85.000, mấy 8 thì chị em mình 90.000. Bữa nay đào ấp nó hơi lẹo ghê luôn, nó lẹo miết. Được chưa, chị nào lấy cái này riêng có 5 bộ chân thôi. Chị nào lấy chân đi ô, chúc chân đi ô nhé. Chân đi ô, cái này em để cho chị em mình kèm bộ ra. Đây kèm bộ ra cho nó đủ bộ cho cái giường cho nó đẹp nhé. Ai lấy chân chúc chân. Có 5 bộ không? Cái này riêng cái mã này phải đi kèm ra. Riêng mã này mua ra mới chốt chân nhé. Còn không là tại vì cái này hàng có còn ra nè, để khách lòng có thoái cho nó đẹp. Bộ ra mét 8 á, cho chị Nguyễn nhớ. Kèm cái chân cho chị Nguyễn nhớ. Khi em ghi cái chân đi rồi kèm cái bộ ra cho chị. Mét 8. Ừ. Rồi nha. Áo Nguyên đang mang là Nguyên đang đi chị em mình là 195.000. Chiếc 4 cái size 60 cho chị Hà Thị Huỳnh. 4 cái size 60 cho chị Hà Thị Huỳnh. Rồi ai lấy chân chốt chân, ai lấy ra chốt ra cho Nguyên nhé. À không, cái này em đi nguyên bộ. Nguyên bộ nhé. À, miệng nói câu trước, nói câu sau, đá câu trước ấy. Lẹo á. Mấy 6 hồi nãy chị Nguyễn nhớ mấy 6. Chân mới ra mấy 8 chị Lan Huỳnh. Nguyễn nhớ mấy 6 hả? Mấy 6. Em ghi lên cái kích thước đi. Thôi hết rồi chị ơi. Hết rồi chị Hà Tài ơi. Cho chị Lan Huỳnh mấy 8. Em ghi Lan Huỳnh cộng mấy 8 đi. Cho chị Quỳnh Nguyễn cộng mấy 8. Rồi nhá. Chị ơi mấy 6. Nguyên 5 món ấy. Em tính nè, 4 món là 85.000 cho bộ ra con nhá. Mua thêm cái chân là 89.000 nữa. 90.000 nữa. Đấy. Ờ mấy 8 90. Cho chị Lan Huỳnh mấy 6. Rồi hết nhá. Hết rồi, hết ra rồi đấy. Hết chân rồi đấy. À Lan Phan. Lan Phan. Chiếc nam 4 cái cho chị Nương Nguyễn bắt đầu lẹo rồi, cái miệng nó cứ cái miệng giờ bắt đầu lẹo đấy. Rồi nhá. Qua tiếp luôn chị em mình mã này. Mã này còn đài sai không trời? Chị. Mã này mình còn đài sai không? Vàng size XL. Hồng đài sai. Xanh than đài sai. Đen đài sai. Xanh ngọc còn size XL còn không? Xanh ngọc hết rồi đúng không? Hết rồi. Xanh ngọc hết rồi đúng không? À chị Lan Huỳnh chỉ hỏi thôi. Không có chốt. Chân cần là đi chung với ra thôi. Còn không là chị em mình mua chân không là lấy cái bộ hươu. Chứ không có chốt chân cần không nha. Ờ, tại vì còn bộ ra, tại vì em còn bộ ra để bán chung để khách nhiều khách hỏi bộ ra mà có chân chẳng đẹp á. Thì là em trừ lại. Rồi cho Nguyên cái này nè. Cái này hiện tại màu vàng là còn size XL hả? Là size đấy 60. Màu vàng có size XL, size 60, cái tay nó bị ấy đây. Con cái tay nó bị chế. Con là tay bị chế rồi. Cho Nguyên cái khác đi. Cho cái khác đi. Cái không có thì lấy cái màu hồng đi. Lấy cái màu hồng. Rút cho Nguyên cái quần này. Rút là cho Nguyên cái quần này. Rồi nha, tiếp luôn dùng Nguyên con này nè. Cái mã này đẹp nhưng mà giờ thiếu size tùm lum á. Thôi chị em mình cứ lên đi nhé. Riêng màu hồng là có cả hai size. Màu hồng có cả hai size. Từ 40 độ lên 60 độ về. Màu đen còn đài size. Ok chị đi em hồi nãy chị có được không? Ok thì bỏ gì đi em một cái. Ý là nãy chị lấy chân cần. Rồi em lấy chị em mình mã này nè. Cái này kèm cho Nguyên cái size nhé. Mã này rút các màu luôn cho Nguyên đi. Rút các màu luôn cho Nguyên đi. Nguyên đi luôn chị em mình mã này nè. Em đi trên line nhé. Giá này em đi trên line nhé. Hiện tại cái màu hồng này là Nguyên còn đài size. Từ 40 độ lên 60 độ về. Bộ trang ra mấy 8 hết rồi cô Yến ơi. Hết luôn rồi cô Yến ơi. Khách chốt luôn rồi. Ngày nhà cô Yến chậm quá. Cái mã gió phố này em đi luôn chị em mình 115.000. Đi trên line thôi nhá. Riêng màu hồng này là có đài size. Màu hồng có đài size. Màu đen có đài size. Màu xanh đen cũng đài sai thì. Xanh đen đài sai. Màu vàng thì còn mỗi size to. Đấy chị nào lấy cái mã này lên mã 115. Mã này cũng quá đẹp. 115.000.
nha. Riêng cái màu hồng là còn đài size, màu đen còn đài size, màu xanh đen còn đài size, riêng màu vàng đi còn mỗi size 60, size to thôi nha. Chị nào lấy mã này lên mã 115 kèm màu, kèm màu và kèm số ký. Ba tông màu này là đài size này, nhỏ to gì cũng có này, 115.000 đi trên like. Màu xanh đen này, màu đen, ba tông màu này là đài size. Còn riêng màu vàng chỉ có size to. Đây chị em mình nhìn, con gió này nó phối đẹp lắm. Xanh ngọc hết sạch rồi chị ạ. Xanh ngọc không còn, xanh ngọc không còn con nào hết. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã gió phối. Gió phối kèm màu và kèm cho nguyên cái size. Phối kèm màu và kèm cho nguyên cái số ký. Đi chị em mình 115.000. Giá này đi trên like nha. Xanh ngọc hết rồi nha chị Vinh Nguyễn. Hết xanh ngọc rồi chị ơi. Em đọc từng này màu thôi mà, đâu ra xanh ngọc. Phối này giờ chị có nè. Màu đen, màu xanh đen, màu hồng là còn đài size, màu vàng thì còn mỗi size L. Đó, chị nào lấy cái này lên cho Nguyên nhé. Xanh đen, màu phối này, mã này đẹp lắm. 115.000 nhé. Giá này Nguyên đi trên like nhé. Chị nào lấy cái này lên mã gió phối. Chị Hình VV lên giúp em địa chỉ luôn kèm nha. Kèm màu chị và kèm số ký khách cũ. Khách cũ, Hình VV khách cũ đúng không? Vâng. VV Hình VV ơi, lên địa chỉ luôn trên like cho Nguyên đi. Lên địa chỉ luôn trên like dùng Nguyên đi. Rồi nhá, ai lấy cái này thì lên luôn dùng Nguyên nhá. Nguyên có nè, để mang thử các màu luôn chị em mình luôn. Nam mà tầm khoảng 55-57 thôi chị. Còn nam to quá không vừa đâu. Cái này là hàng cho nữ luôn, chị em mình mua cho con trai lớn được. Được chưa, đẹp lắm. Đang mang thử chị em mình màu hai màu nha. Chị Vinh Nguyễn hồi nãy có đen rồi thêm vàng lờ đúng không chị? Đọc nhẹ nhàng xíu giống, giống như nạc khắp đi giống. 115.000 chị ơi. Thế, được xúc nè. Ủa có mấy cái màu đen à? Còn được từng mấy cái rồi đó. Nhiều kinh rồi. Đang mang thử màu cho khách coi nè. 18 hết luôn rồi chị Kiều Liên. Con đèn treo rồi. Ok chị. Rồi ai lấy cái này để lên mang chị em mình một màu nữa nè. Màu vàng đằng sau size to. Này phối đẹp lắm luôn ấy. Đây luôn chị em mình 110. 115.000 nha chị em mình ơi. 115.000. Đây chị nào lấy cái này lên mã phối xanh đen nè. Màu này màu xanh đen bao đẹp luôn. Từ cái khóa kéo cũng đẹp, phối cũng rất là đẹp. Màu xanh đen nè, màu hồng và màu đen thì ba màu này cũng có đài size. Còn riêng màu vàng thì chỉ có mỗi size to. Rộng, rộng. Em chốt từ 40 độ lên. Em chốt từ 40 độ lên. Em chốt từ 40 độ lên nhé. Bé thì mang rất là dài. Chị Ân thì chốt thôi. Cái này hàng người lớn chứ không phải hàng bé nha. Chị Ân thì chốt thôi, cái hàng này là em chạy hàng người lớn chứ không phải hàng bé nha. Rồi ai lấy cái này nữa lên luôn dùng Nguyên nhé. 115.000 một em, bao chắc luôn cho chị em mượn luôn, bao chắc bao giá luôn nha. 115. Chị nào chưa có chốt nhanh tay rồi cho cái mã quần này hiền đi. Còn một ri màu xám dưới cùng phi hiền kìa. Gió nam có nhưng mà trời chưa lên chị ơi. Không, cái hàng này hàng của nữ chị ơi. Chị em mình coi like coi rõ rõ cho em nha. Cái gì ta, cái gì hiền này, cái áo gu á, như áo nam gu là còn đúng. Áo nam còn trong đó nhưng mà lại tẻ sai quá, hôm nào em soạn ra đã. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Đẹp chưa? Nè chị em mình quay cận luôn, chị em mình coi chắc nè. Theo toàn bộ quần này, quần ống bo nhá. Chị Phan Lê bảo lấy. Phan Lê bảo lấy. Lấy thì chốt cho chị. Ok chị, lấy cho em chưa. Em sợ rộng. Nè chị em mình nhìn cái dây lưng của nó nè, xịn lắm luôn, dài lắm. Form này chị em mình, cái này còn size đến mấy kìa nè, cái 57 thôi vâng, bởi nó sẽ hết size to đúng không? Cái này còn 40 độ lên, này chị em mua cho con lớn cũng được. 40 độ lên và 57 độ về có size. 40 độ lên, 57 độ về có size. Lên luôn những mã này là mã theo đen cho Nguyên nhá. Ok chị em mình cứ lấy khoác lên khoác cho Nguyên. Mũ có thể tháo rời ra được nha. Mũ thì có thể tháo rời ra được. Rồi cho Nguyên con này. Comment lên luôn những này. Lên mã theo, quay cận luôn chị em mình coi cái chắc dùng màu đen. Tại vì cái điện thoại mấy bữa nay với cái dơ màu đen là nó bị chót chót chót. Nhìn cho Nguyên này.
cái này nguyên đi luôn chị em mình, 59.000 một con, thấy không? Cái này sale 59 nhiều, sale có 59.000 con, em không biết là giờ cũng không nhớ là nhập bao nhiêu mà đi có 59.000 con nè, thì cái này quá rẻ luôn. Ok chị Lan Huỳnh rồi, chị nào lấy quần comment quần nhá, quay cận luôn chị em mình coi chắc nè, dạng quần tâm dài á, dạng tâm dài mà chị em mình nhìn cái cặp lưng nha. Chốt mã này, comment mã này là mã quần kèm số ký cho Nguyên là được, quần kèm số ký cho Nguyên là ok, từ 40 đổ lên và chị em mình 57 đổ về là có size. Cái này chị em có thể mua về cho con lớn cũng được, có thể mua về cho con trai con gái lớn cũng được, quần của nó là quần ống bo đấy, quần này đẹp lắm kìa. Cảm ơn chị Nguyễn Hường nhé, chị ơi lên kèm số ký cho Nguyên mà rẻ đúng không, rẻ quá luôn, 49.000 con, âu lộn sorry, 59.000 con nhé, 59.000 con kèm cho Nguyên số ký, 59.000 một con kèm số ký, giờ vô mùa rồi không có nhà nè, không nhà nào bán cho chị em mình con này 59.000 con thiệt luôn. Cái này Nguyên nghĩ chỉ có bán lộn giá liền, hàng nhập về còn nguyên ri mà ra sao lại lên 59.000 không hiểu luôn, phải không? Từ đầu Nguyên cũng về lên 59.000 nè. Ui. Cái đi nhập ra được 59.000 không mà bán con này có 59.000. Hay 59.000 có cái quần giống như thế này nữa nè, nhưng mà không có găng nữa nghe. Cái quần mà có hình con mèo chỗ này nè, bà lộn rồi. Nè. Nè. Rồi nhá chị em mình lên kèm coi cho Nguyên cái số ký nha chị em mình ơi. Kèm cho Nguyên cái số ký màu đen này là còn đủ size á. Cái màu đen còn đủ size. Màu này có được mấy cái em? Quần quần giúp tơ bo mà lỡ hối giá rồi thì về lần thôi, không về lần hai, bán lỗ thì về lần thôi, không về lần hai. Màu này còn mấy cái thôi nè, CM màu này có mấy cái thôi, size 2X màu xám này. Cô Thu không vừa đâu, cô Thu chút cái sáu dọc, cô Thu không vừa đâu. Rồi màu xám thì còn được mấy cái cho chị em mình nè, xám S, xám M, đen chị Lý Nguyễn có rồi, xám S, xám M, xám đài size, đài size tới 57-58 luôn. Chị em mình lên xám này có 1 ri thôi, màu xám cho Nguyên được 1 ri thôi. Chị ơi lên màu cho em, à, lên size cho em đi chị Lan Huỳnh, lên size cho em đi, xám kèm size, comment xám kèm size. Cái dân da lưng quần nó cũng xịn luôn nè, nhìn cho Nguyên 59.000 nè. À cho con trai, cho cô Thu cái áo gió phối size L, xám kèm size, có bo chị ạ, toàn có bo như này đẹp lắm. Không nhà nào bán giá này, cái này toàn theo hết nhá, đây 59.000, 59.000 lên mã xám kèm size cho Nguyên, xám CS cho chị Nguyễn Hường, 45 chị Nguyễn Hường kèm size cho Nguyên nhá. Cái này em có mấy con thôi, con ri thôi, size ngẫu nhiên, vóc ngẫu nhiên, size to, size nhỏ cho chị Lan Huỳnh, chị Lan Huỳnh hai con, rồi Nguyên còn được hai con nữa là hết, giá đi chị mình 59.000 luôn. Xanh phối hay xanh này nè, xanh này nè. Rồi Nguyên còn size 55 và size 57 thôi, còn 55-57 thôi, chị nào lấy cái này 55 đổ về. Có rồi đó chị ơi, chị Nguyễn Kim Ngân ơi lên cái size, chị mình không lên size là chịu luôn. Chúc cho cái này cho chị Lý Nguyễn luôn. Rồi, còn cái này 5, cái 52 đổ về cho nó thông thả. Lý Nguyễn, 52 đổ về. Cái này chị Hà Lê, Hà Lê. Rồi cái này có 1 ri thì. Cái này cũng có 1 ri. Đây có 18 nữa đúng không? Ừ. Chị ơi, chị Thanh Phương Thái ơi, chị lên, chị phải lên cho Nguyên cái số ký. Tao có thấy cái gì đâu. Nãy giờ không thấy gì comment cái gì hết. À, áo gió chị Thanh Phương Thái có rồi đúng không? Màu xanh đen 60-50kg có rồi đúng không? Có rồi đó chị. Màu này Nguyên còn size 52 và size 55 thôi. Lên màu nhạt, có hai size thôi. Màu nhạt với màu nó hết rồi. Còn được ri màu này nữa thôi nè. Màu nhạt nha, size 52 và size 55. Chị nào lấy nhạt comment nhạt, đi 59k thôi. Chị Kim Anh lên như có rồi. Từ 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 từ, bóc cho chị 3 bộ thun cho bé 22 cái bộ thun hồi nãy ghi cho chị 22 cái luôn. Bộ thun cho chị quên mất rồi, cho chị Lý Nguyễn.
Dạ có áo gió rồi chị em, mình cứ lên áo gió, cứ lên kèm trong nguyên số ký là được. Cứ lên kèm số ký trong nguyên là ok. Chị Thanh Thảo chắc là có rồi đó nha em chú ơi. Rồi hai cái gì Lan Huỳnh. Rồi màu nhạc cái gì Lan Huỳnh. Đen tới 57kg chị Thúy Trần. Sám 2 cái 54. Hai cái 54 à. Không có, 54 được một cái cho chị Lê Thu Hà. Lê Thu Hà. Ghi cho chị Lê Thu Hà hai cái màu đen nè em. Lê Hà ghi vậy hai cái màu đen rồi còn cái 52 đổ về màu xám, lấy màu xám. Còn một cái 52kg đổ về. Nha là hết. Em à, tố bắp cây chị còn hình như còn hai chồng hấp đi chỗ nó thôi. Ngay chỗ cái bàn cái tủ y tế xuống dưới đất tủ y tế luôn. Có hai chồng thôi bỏ lên bán tặng cho khách luôn cho nó gọn cái góc đó. Không em không lên bán cho bé. Gió xanh cho chị Hạnh Giang luôn. Chị Hạnh Giang ơi lên thông tin cho em đi. Lên thông tin cho em đi chị ơi. Rồi nha, ai lấy cái này nữa lên nhanh tay cho Nguyên. Comment nhanh tay cái mã này. Còn được một cái nữa thôi là hết. Thế áo gió xanh ý, xanh Nguyên đang mang. Chị Hạnh Giang lên thông tin đi, không có thông tin nữa không chút đây. Ở cái bộ lanh nó có rất bộ, nó cho lên bán tặng cho khách luôn. Bộ lanh dai cho nó có bộ kìa. Đây ngay chân Hiền ý, ngay chân Hiền luôn ấy. Ừ. Có bộ này đi 49 gì đi. Quần đen CL chị Tiamo, rồi bỏ đó cho chị. Bỏ đó cho chị, cắt màu ra chị đi. Phân màu ra chị đi, còn được mấy màu nó phân màu ra chị đi. Chị ơi có rồi, chị cứ lên đài. Đài đủ làm màu, kèm số ký là có à. Cái này còn bộ size 52 đổ về em đi chị, em 49 nghìn. Cái này còn có một bộ à. Sót lại đúng một bộ thôi. Chị nào lấy bộ comment bộ cho Nguyên nhé. Cái này 52 đổ về thôi. Đi 49 nghìn cái bộ này. Và siêu siêu rẻ. Một bộ duy nhất, chị nào lấy bộ 49 comment lên bộ 49 cho Nguyên là ok. Con bộ duy nhất nhé, cắt màu ra chị. Cắt phân màu ra chị. Màu hồng ra màu hồng, màu xanh ra màu xanh. Cái này em có mấy cái à, còn được mấy cái này. 15 cái, không, em cắt màu ra. Đó, xanh dồn qua xanh hồng ra hồng. Cái này bộ con bộ thôi em chút đi. Bộ cho chị Phượng Pha. Bộ lanh chị Phượng Pha. Cái này còn được 15 cái. 49 nghìn. Cái này còn đúng 15 cái. Nè. Form này từ 40 đến 60 cái mang ok, áo hấp đi. Hàng mũ của nó là mũ 2 lớp như này. Còn có mấy cái thôi. 15 cái. Ba cọc này 15 cái. Em đẩy luôn cho nó gọn cái bán cái hàng này nó chặt nhà lắm. Bán mấy cái hàng này nó chặt nhà cực kỳ. Không có chỗ bước luôn ấy. Con này em đi cho em 79 cái hàng con. Hàng này là hàng 125. Hàng 125 cho chị lên các màu đi em. Tốt cho chị mỗi màu một cái. Mỗi màu một cái. 15 cái thôi không có nhiều nhá. Lên luôn dùng mã mũ kèm màu 79k. Size từ 40 đến 60. Cái nào mà chị em mình mua về con mình rất là thích. Con mình rất là thích. Nha. Nguyên có cho chị em mình màu đen. Màu xanh nè. Màu nâu nè. Màu xám và màu hồng. Đi chị em mình 79.000 con nè. Nguyên view ít hết ta. Sao view ít thế? Tương tác cho em đi. Chia sẻ mạnh tay để view lên xíu dễ mình ơi. Em không, em chưa có chị Na Đặng ơi. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Em sale luôn chị em mình bộ này, à, con này giá 79.000. 79.000. Không phân size. Các phân size sẵn ra đi đã. Phân size ra hẳn trước đã. Comment mã này lên luôn chị em 79.000 từ 40 60 đều mang ok con nè. Nha 79.000. Hồng cho chị Lý Nguyễn có mấy con thôi. 15 con chứ không có nhiều. Hồng nè, màu nu nè, màu nâu, màu xanh và màu đen, áo hot đi nỉ nhá. Hot đi nỉ. Hồng luôn chị Khánh Nguyễn. Màu nâu nâu. Màu kem 79.000 luôn. Màu hồng. À hai đen, một hồng, một nu không có vàng chị ơi. Một kem đấy. Hai cái đen. Cho chị Lan Huỳnh nè, được một cái đen chứ mấy. Cho chị Lan Huỳnh nè. Đây 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 đây. Lan Huỳnh nè. Nu và hơi đủ màu, riêng màu đen, đủ màu cho chị đi. Chị Lan Huỳnh là đủ màu. Lan Huỳnh là đủ màu. Xanh cho chị Nguyễn Kiều. Xanh chị Nguyễn Kiều. Xanh chị Thùy Lê. Xanh cho chị Hoa Dung Nguyễn Thị. Chị Hạnh Giang ơi, không có địa chỉ, không có số điện thoại nhà, không chốt đơn nhá. Chưa lên thông tin gì hết. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn, chơi like cho em đi. Đen hết rồi chị ơi. Nu cho chị Huỳnh Vi Vi. Nu, à, nu đó.
Nu là kem đấy. Chị Lý Nguyễn Huỳnh Vy Vy. Lý Nguyễn. Áo Hương đang mang size 50kg cho chị Hồng Sương. Áo Hương đang mang 50kg chị Hồng Sương. Rồi ai chưa có cái mã này lên luôn dùng nguyên đó. 79.000 con nó, hàng 125. Xã 79, có được mấy con thôi. Cái này chưa vô mùa nha chị em mình. Chưa vô mùa nhưng mà nhà Nguyên đã hết hàng rồi. Đấy, ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Một, đó lộn sao đi, 79.000 con. Nha, 79.000 chốt lên luôn dùng nguyên là ok nhá. Sale cho nó gọn nhà. Điểm còn ít quá. Rồi. Bộ là không chọn. Bộ là không có chọn nào. Rồi tiếp luôn cho chị em mình mã này, em còn mấy cái này, chị nào chưa căng được mã này tắt luôn. Ok. Trời ơi. Sạn Huyền nhát kỹ quá nè. Nhát rút ra rớt hết đồ nó xuống. Rớt rồi. Nhát không cho bán mà. Sang chị Xuân Thu. Áo nâu cho chị Hạnh Giang luôn. Áo nâu chị Hạnh Giang. Rồi bốc trong ít hàng cái gì lẻ lẻ bỏ lên bán tặng chứ gì. Chị ít quá. Chị ít rồi bán lên hàng lẻ đi. Còn hàng đủ ri thì để lên nào la. Cái này em còn được mấy cái nè. Con này quá đẹp. Em nói nhận hàng con này về đi chị em mình ơi. Bao nhiêu chị khen con này. Hàng này toàn hàng công ty không. 1988. Giãn vô tư, giãn thoải mái. Chắc này dễ mình. Đẹp nhất là 55 đổ về. Con này đẹp nhất là 55 đổ về nhá. Nguyên đi luôn chị em mình con này. Còn được mấy cái 55kg đổ về nha chị em mình ơi. Em đi luôn chị em mình con này còn được mấy cái à. Lên mã áo kẻ cho Nguyên là được nhá. Còn được vài con. Nguyên đi luôn trẻ mình con này 55.000 một con. Lên cho Nguyên con này là kẻ 55 nha chị em mình ơi. Chị ít quá hề. Có sáu mấy view thế này sao lên hả. Chốt mã này là mã kẻ 55.000 một con nha chị em mình ơi. Cái này cũng quá rẻ luôn, hàng công ty đó. Phải sướng lắm, hàng giảm vô tư thoải mái. Cái này chị em mình 57 đổi về chị em chốt đẹp. Chốt lên trẻ mình con này 55.000 một con. Đó, chị nào lấy kẻ cho comment kẻ cho Nguyên là ok. Kẻ sọc nhá, hôm bữa nhiều chị chú không được mã này. Lên mã kẻ 55 cho Nguyên là được. Con này mang cực kỳ sướng. Đây cái nào cũng được mấy con. Ai lấy kẻ comment kẻ cho Nguyên nhá. 55.000. Cho chị cái bọc mà cho chị Hồng Sương kéo kẻ. Cho chị Hồng Sương. Kẻ là 55.000. Kẻ là 55.000 cái. Không có được ba cái ba màu. Cho chị Nguyễn Kiều cái đi đã. Hồng Sương Nguyễn Kiều 55.000 một con áo kẻ. Chị nào lấy kẻ chứ kẻ. Giờ đang có thấy con này thôi. Giờ đang thấy con này thôi. 55.000 con. 55.000 chị ạ. Cái này có Nguyễn Kiều đúng không? Ờ, không tương với Nguyễn Kiều. Cái mã này là mã gấu 85. Tổ ong nhé. Cái này còn được mấy cái 85.000 một con. Đấy, chị. Đây, đây này nè. Đây nè. Áo kẻ cho chị Đặng Huệ. Chị Đặng Huyện phải mua cái này cũng phải mấy con rồi. Không chị ơi, không. Ồ không, cái này còn con cái duy nhất. Lên mã C 85.000, size này chị em 55 57 độ vậy. Còn đúng con cái này. Hết rồi, nhìn gì ở đây hai cái. Đây. Ba cái. Ba cái thôi. Kể gì Hồng Sương luôn rồi. Ok chị Đặng Huyệt. Nè. Lên cho Nguyên mã này là xe cho Nguyên nhá. Tương tác đi chị em mình ơi. Cho để mừng điện thoại chia sẻ phát nữa nè. View kém quá. Ít quá. Có 70 view à. Cho lên con này. Chị nào đang còn theo dõi like tương tác cho Nguyên nhá. Chấm tương tác chia sẻ like luôn dùm Nguyên. Để lên tiếp hàng nhá. Cho Nguyên con này 85.000. Cái này khách hỏi quá chừng luôn. Mà cái lẻ tẻ nhà Nguyên lại không soạn ấy. Để lên like thôi. Nguyên có size dẻ mà 57 đổ về. 50 đổ về. 57, 50 nhá.
85.000, lên mã C cho Nguyên là được, kèm cho Nguyên số ký là ok. Comment C kèm số ký đi bóc hàng trước cho Nguyên đấy. Bóc hàng cái nào còn lẻ cho lên ít nữa đi, chứ gần view ít giờ đi lên. Cái nào cọc áo thun đồ gì lẻ bỏ xuống cho Nguyên đi. View ít nào không có lên hàng ri được đâu. Không đừng bỏ sọc tiếp lắm. Lên chạm tiếp lại đi, lên về mất công. Phần chữ ngoài tay bên ba dít nó còn ít bỏ lên bán thẳng. Rồi 50kg cho chị Hồng Sương. Xe 50kg cho chị Hồng Sương. Cũng 6kg hết rồi. Xe hết xe S rồi. Xe hết xe S rồi, 85.000 con này thôi. Xe hết xe S rồi. Chị lấy cái mã gấu này được không này, chị Nư Nguyễn này. Nó cũng tương tự cái mã xe. Lấy cái mã gấu này nhá. Đây, lấy gấu thì chốt gấu. Đi chẻ mình con này giá lên chẻ mình là 70 à 85.000. Có phải like mình like trễ quá, khung giờ này là khách không có ấy được. Đã hết rồi. Ờ mình lên trễ quá. Nhưng mà cũng lên trễ quá. Rồi cặp này em bán tặng đi. Bao rip nhá, còn bộ bao rip. Bây giờ chị nào còn coi được like thì săn được hàng rẻ. Còn coi được like thì săn được hàng rẻ. Cái này toàn bộ bao rip xịn hết nè, nhìn nè. Em đi hết luôn trẻ mình cái mớ này luôn. Hàng này em đang xe 55-59. Mỗi màu còn cái, toàn bộ là bao rít kiểu em đi hết chị em 39.000 con luôn. Con cọc này chứ mấy, đi 39.000 đi. Nè, hàng 59.000 của Nguyên đó. Giờ chị nào còn theo dõi like là săn được hàng rẻ nè. Size này 55 đổ về chị em chút đẹp. Lên mã nút cho Nguyên nhé, mỗi thứ con cái thôi. Đi hết luôn chị em mình con này giá 39.000 chuẩn giá bán tặng. Like mới 2 tiếng mà. Mà view từ 200 mấy rồi vứt xuống còn có 7 rồi. Cuộc xuống còn 70 mấy view rồi. Cho Nguyên con này nhé, 39.000. Comment mã này là mã cam 39 cho Nguyên là được. Body xịn nha, dài chắc xịn lắm. Cam 39, đỏ 39k. Chưa bao giờ body mà đi dẹ mình giá này hết. Hàng này hàng có sale cũng là sale 55-59.000. Chắc là 7 rưỡi làm quá. 7 rưỡi làm đi. Rồi cho Nguyên con này đỏ đô cho Nguyên là được nhá. Chị nào lấy đỏ đô đi luôn chị em mình con này. Đây luôn chị em mình là 50, ôi lộn, 39.000. Chị nào lấy chữ đỏ 39, chốt chữ đỏ 39 cho Nguyên là được. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con này. Nè, con này mà đi 39.000, nghĩ làm sao ra. Đỏ 39 cho chị Từ Hương. Comment mã chữ hồng. Phone là phone dài luôn, 39.000 bán tặng luôn. Cố gắng chia sẻ cho em đi chị em mình. Thả dạ. Tim, thả like view lên xíu nữa chị em mình. Lên qua 100 view đi cho like cho nó dễ. Cho Nguyên con này, comment mã này là mã chữ 39.000. Chữ 39.000, chị nào lấy chữ 39, chốt chữ 39 cho Nguyên là được. Rít dài, rít giả. Con này bị lỗi nhẹ xíu nè. Đây nè. Nhưng mà chị em mình mang ở trong thì sẽ không thấy được. Ở ngoài không thấy nè. Nè, ở trong nè. Giả nhẹ xíu thôi. Không cho chị. Mà con này đang rất là đẹp. Rồi nhá, lên mã bồng. Hoặc là mã V đỏ cho Nguyên là được. Chứ mã V đỏ. Nhìn chị ở trong, mặt trong thôi. Mặt ngoài không hề thấy nha chị em mình. Trong chứ ngoài không hề thấy nhá. Nè. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã V đỏ có một. Trong mã V đỏ. Chắc này chị em mình. Bao phê pha luôn. Trong mã V đỏ cho Nguyên có một. Chị nào lấy V đỏ comment lên V đỏ cho Nguyên là được. V đỏ như cái này bán tặng hết 39.000. Nè, lên mã phối đỏ 39.000 luôn. Giá bán tặng nha, chứ còn bình thường không bán giá này. Nè 59.000. Thì chị nói lỗi xíu nhưng mà ở mặt trong mang vô sẽ không thấy nó về vò ra cũng được ấy. Comment mã phối đỏ. Lên mã phối đỏ có một. Phối đỏ có một tặng 39. Chị nào lấy phối đỏ 39 chút. Phối đỏ 39 cho Nguyên là được. Ủa cái này cưng chưa? Phối đỏ cho chị Lam chục. Cái này cưng chưa? Lên mã nút cam con cái 39.000 luôn. Nút cam được một cái 39.000. Chia sẻ mạnh tay đi chị em mình ơi. Thả tim thả like cho Nguyên đi. Cắm tương tác lên. Cho nó lên view một xíu. Tiếp quá. Đây nó lâu. Trời bo rip thì là để mang đẹp nhất là 55. Còn chị em mình 60kg mà chị em mình mang ôm body được thì vẫn mang ok. Nè. Lên mã nhúng. Comment mã nhúng rip kiểu như nào 39. Nè, chị em mình nhìn nè. Lên mã nhúng cho Nguyên nhá. Lên cho Nguyên nhúng. Nhúng 39.000. Cam cho chị Vi Tân Thoại Vi. Nhúng 39 luôn. Thì nào lấy nhúng 39 chút, nhúng 39 cho Nguyên là được. Nhúng 39 nhá. Ui trời ơi, ngọc 39 con cá thôi. Đẹp, mấy kiểu này đẹp lắm. Đẹp nhất là 55 đổ về. Đẹp nhất là 55. Cho Nguyên con nè. Comment mã nhúng 39 cho chị Từ Hương. Comment mã ngọc 39 cho Nguyên là được. Nè,
Ngọc 39, chị nào lấy Ngọc 39 chút, Ngọc 39 cho Quang Lộ. Ok, Ngọc 39 nhé. Rồi kiểu đỏ 39 luôn, kiểu đỏ 39 luôn, không đi nhập ra được giá này đâu. Cái này cưng, cái này khách không chút hơn chút này. Cái này mang quần lên cao lên đẹp lắm nè. Nên mã kiểu đỏ, kiểu đỏ này phông lửng. Cái này đẹp nhất là 52 độ về chị em mình mới quần lên cao lên. Ngọc á, cái này là Ngọc, Ngọc cao. Ngọc cho chị Vi tăng thoại Vi. Kiểu đỏ trong em nhé, kiểu đỏ có một. Thì nào lấy kiểu đỏ có một chút, kiểu đỏ trong em là ok. Kiểu đỏ có một, bên góc nó còn quần chị bỏ lên trong em ít đi. Góc dưới góc nó còn quần còn gì bỏ lên ít đi. Rồi lên luôn cho mã kiểu, kiểu cao. Vi đỏ cái đồng chút để cho Hạ Nguyên nha. Cái này có con thôi à. Lên mã kiểu ca. Chút mã kiểu ca. 39.000 bán tặng. Kiểu cam 39.000 bán tặng. Chị nào lấy kiểu cam, comment kiểu cam cho Nguyên 39.000 bán tặng nhé. Ai lấy kiểu cam comment mã kiểu cam cho Nguyên là được. Kiểu cam đổi cho chị Huỳnh Kim Hoa. Lên mã kiểu cam. À, Tomboy à. Con này phông to phủ mông dấu quần. Xịn. Xịn, quá xịn. Phông to phủ mông dấu quần nha. Dài hay lửng đó. Cho chị Vy tăng thỏa Vy kiểu ca. Còn em mã gấu, ông về gấu chữ xanh cho Nguyên là được. 39.000 con này luôn, phải đã lắm chị em mình ạ. Nên chung mã xanh cho Nguyên là được 39. Xanh 39, chút xanh 39. Tim 39 luôn. Xanh 39, tim 39 cho Nguyên là được nhá. Tim 39 luôn. Vậy thôi bao phê pha luôn, cái này 62 vô tư luôn. Thậm chí 65 chị em muốn trang được. Nhá, cho Nguyên con này. Còn em mã tim hồng, xã 39 luôn. Tim hồng xã 39 luôn, chị nào lấy tim hồng chút tim hồng. Xã 39 nha, chị nào lấy tim hồng 39 comment nhanh tay luôn dùng là được nha chị em mình. Xã tim hồng 39. Một con duy nhất, xanh một con duy nhất. Buôn cha cha. Cái này tặng thôi. Cái này nhỏ lắm. Quần legging. Nhưng mà size nhỏ thôi. Xanh cho chị Trang Thu. Cái này tầm 40 đổ về cho anh mua về cho bác cũng được. Nó dài cộm cùng cơm luôn. Cái này vải dài cộm cùng cơm luôn. Cái gì chị đang hỏi cái gì Trang Lâm ơi. Con này vải dài cộm cùng cơm luôn, mì xịn ấy. Nhưng mà form nhỏ size 40. Tim hồng cho chị Thanh Lài Nguyễn. Size 40. Con này em bán tặng hết luôn. Size 40 thôi, toàn size S. Con này toàn size S. Quần legging nhá. Cái này vô mùa thì chị em mình mua cho con. Mua cho con nó mang nó đi học đụng được, đi chơi cũng được. Con này tặng 29.000 luôn. Nhỏ. Con này nhỏ nhé chị em mình sẽ 29.000 con này. Trong mã này là mã tặng 29 quần legging. Size này tầm 40 đổ về là ok. Comment mã tặng legging 29.000 nhé, nghe rõ cái giá luôn dùng nguyên cái này. 29.000 giá này chuẩn đang là giá bán tặng nha chị em mình luôn. Hàng này chạy 89 đấy, tặng 29 con này luôn. Áo hết đi chị ơi. Cho nguyên con này 29.000, size nhỏ, size dưới 40, chị em mình mua về cho bác cũng được. Vớ là rẻ, con này không thể nào đi nhập được cái tầm giá này hết á. 29.000, trong mã legging 29 cho nguyên là được. Legging 29. Chị nào lấy legging 29, chốt legging 29. Con Huyền nó ngồi nó thẳng thờ luôn nè. Em ngồi em mơ rồi. Rồi nha, ai lấy cái này lên tặng 29 cho nguyên là ok. Chuẩn bán tặng nha. Ô mì đùi nè. Mì đùi còn hai con size nhỏ nè. Mì đây đỏ luôn nha. Size 50. Size 50. Bán tặng hết con này luôn. Cả mì cả ngố như thế này thôi nè. Toàn bộ là size 50, toàn mì đây đỏ nhá. Tặng hết, bán tặng hết con này 40.000. 40.000. Của người lớn chứ. Cho nguyên con này là mã mì 40 luôn, có cả chân váy luôn, toàn bộ size 50. Chân váy nè, mì đùi toàn size nhỏ nhá, size 50 đổ về á. Mì ngố nè, đi 40.000 hết, nhận con này về 40.000 xỉu luôn. Bộ em đang mang hết rồi chợ. Size 50 đổ về đó. Đi 40.000, ngố, đùi, váy, toàn bộ là size 50 mà toàn bộ là mì đẹp hết. Ba con nhá. Đi luôn dùng nguyên con này 40.000 một cái. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá, mì. Mì 40.000. Cái cho chị tăng Vi tăng thoại Vi nha. Mì đuổi chị Từ Hương. Rồi còn mì lỡ. Con này mà không phát nữa tiếc, tiếc lắm vậy mình. Nhìn cặp trong 40.000 hết luôn. Thì văn tràn luôn. Ừ 40.000 hết. Cái này còn mấy cá bỏ lên bán tặng. Rồi cái này cũng còn mấy cá.
cho lên sale nó. Chị nào mà giờ sang được cái hàng này xuống. Đuổi hả? Đuổi cho chị Từ Hương từ nãy giờ rồi. Từ Hương từ nãy giờ rồi. Ôi mì dài luôn. Dài nhưng mà dài size 50. 48-50. Mì rắn boy 89.000. Em đi hết luôn chị, em mình con này 60.000 luôn. Có được mấy con toàn xe. Bán hồi còn toàn xe là những cái mã này là mã bán lỗ. Gì hiển. Đã sale hết cái đấy đó. Còn mấy mã dài 60.000 luôn. Mùa này vô mùa mà sang những con này 60.000 làm sao. Không ai làm được cái giá này hết á. Nguyên đi nhập không được mà. Nhưng mà còn mỗi xe nhỏ 60.000 luôn. Toàn bộ là xe mì dán bo nhé. Mì dài sale 60. Chị nào lấy mã mì dài sale 60 chốt. Quá thì rẻ như vậy mà nó 60.000 một cái. Ai lấy cái này lên mã 60. 60 mì dài cho chị Văn Trần. Thì anh Huy Võ Ngọc. Hết mì ngố rồi chị ơi. Hết mì ngố rồi. Thì Văn Trần thêm cái lên. Mua con này về xước. Em nó mua con này về xước. Còn toàn bộ là mì dài hết nhá. Chị nào lấy dài comment dài 60.000. Hàng này Nguyên chạy 89. Mà chuẩn mì hàng này là người ta hay chạy cho em 125.000. 125.000. Đó, sale nát luôn chị em mình lại. 60.000 đó. Được hai con quần sút sót lại. Dài cho chị Trung Phí một cái. Hai con quần sút sót lại 59.000 con. Xe này là 57 độ về. Con này hàng xuất khẩu nhé. Ba cái luôn rồi. Cho chị anh Huyên Võ Ngọc. Anh Huyên Võ Ngọc. Dài chị ơi. Đồ dài hay đồ lửng. Cái nào chị Hương Hàng á? Chị Hương Hàng đang hỏi mã nào? Đang hỏi cái gì? Anh Huyên Võ Ngọc là tổng 3 cái đây. Có còn 2 cái nữa hết. 60.000. Cái này quần sút nè. Quần sút khẩu nhé. Còn được 2 con. Xài 57 đô về. Hương lên chị em mình con này giá đi chị em mình 59.000. 55.000 luôn đi. 2 con cuối cùng. Hàng người ta trả 220 đó. Con này hàng 220 đó chị em mình. Mình chốt luôn chị em mình con này giá 55.000 con luôn. Con này hàng xuất khẩu size 57. Nha quần đùi gặp lai chân sau được hai cái cuối cùng. Giá này chọn giá bán tặng. 55.000 con. Ai lấy cái này lên luôn chung mã 55 cho nên là được. Chốt mã 55. Chị nào lấy mã 55 chốt mã 55. 50kg đây chứ chị Xuân Thu à. Chị Xuân Thu đang lấy cái gì 50kg đó. Lên đỏ mã cho Nguyên nhé. Lấy mã gì 50kg lên đỏ mã cho Nguyên cái. Quần chi 55.000. 55.000. Rồi còn ba con này cho chị Băng Như. Giá bán tặng nhưng mà toàn xe ép thôi. Chị nào nhỏ con sướng. Hàng này Nguyên đang sale bao nhiêu tiền ta? 69.000 nè. 79.000 nè. 79.000 sale ấy. Còn size S. Ba con quần công sở sọc. Quần xuất cho chị An Lê. Còn mỗi size S. Hay size S rồi nha. 49.000 hết luôn. Còn được ba con sọc nào cũng được nha chị em mình ơi. Quần công sở sọc. Xã 49. Mỗi size S. Quần dài cho chị Sương thôi. Quần dài là nãy còn đây. Quần dài chị Sương thôi. 55 hết rồi đó chị. 55 hết rồi. Rồi nhá, chị nào lấy mã này lên mã công sở sọc. 649. Còn toàn CS nhé, ba cái CS. Hàng này cũng đang đi 79.000 nhưng mà còn mỗi CS này là lên bán tặng cho nó gọn nhà luôn, quần dài nhé. Công sở sọc còn được 3 con. Bán tặng luôn chị em 49 con cả. Chị nào lấy mã này lên mã quần công sở sọc 49 cho Nguyên là ok. Quá là rẻ. Còn được 3 con nhé, lên mã công sở sọc cho Nguyên là được. Xã 49. Ai lấy mã 49 comment mã 49. Mã này mình còn không? Còn không bạn Huyền. Đấy. Sọc cho chị Du Nguyễn. Màu nào cũng được, kiểu sọc gì cũng được nha chị em mình ơi. Đây. Đây còn 2-3 màu gì đây. 2-3 màu gì cho cái mã này. Lên mã này mã ngực mỏng cho Nguyên. Ngực này bao sướng luôn hề. Ai nhận con này về thì là biết chắc rồi, hay hỏi thêm lắm. Lên mã ngực mỏng cho Nguyên nhé. Cái này Nguyên đang có size 34, 36, 38. Dành cho chị nào ngực to nè. Chị nào cho con bú nè, chị nào mới sinh sau, à quên lộn, chị nào bầu bí nè. Cho Nguyên con này nhá. Lên mã ngực mỏng cho Nguyên. Cái này không chọn màu nha. Ồ cái con quần sọc không có chị nào size S nè ta. Đây 49.000 mà không có chị nào size S nè, để chốt con nữa hả? Chính thiệt.
lên trong em mã ngực mỏng trong em là được. Size 34, 36, 38, 34, 36, 38 chị em mình cứ thử mua cái mã ngực này về dùng thử nhé, chắc bao phê pha luôn. Lên trong nguyên mã này, đùi không có đâu chị, không có 56 kg. Lên mã ngực mỏng cho nguyên bầu bí nè, dành cho chị nào bầu bí nè, chị nào mới sinh xong hoặc là chị nào ngực to muốn mang cho nó con này cho nó nhẹ người á, nguyên đi luôn chị em mình, con này giá lên chị em mình, giá đi chị em mình nè, 55.000 một cái. Thôi để chặt dọn sau đi, để chút like xong rồi dọn sau. Nhìn nhìn chị bằng cái ánh mắt gì đó mày, có ngày vậy đánh lộn quá. Lên mã ngực mỏng cho Nguyên nhá, em đưa đồng chị em mình con này 55.000 một cái. Cái này chị em mua thử đi, 55.000 một cái ngực như thế này. Ai lấy ngực mỏng cho Nguyên, ngực mỏng kèm cho Nguyên cái size 34, 36, 38, 3 size nhá, ngực mỏng kèm size. Cái này quá sướng luôn nè, chị nào mà thích mang nhẹ nhàng thì nên lấy những cái con này, phải sướng đó, mềm mịn. Ai lấy ngực mỏng kèm size 34, 36, 38, cái này đi lại thôi, không chọn màu nhé. 34, 36, 38, 3 size. Giá nguyên lên luôn chị em mình là, giá đi chị em mình là 55.000 cái. Mua hẳn 2 cái đi chị em mình, mua hẳn 2 cái đi. Em thì chỉ có sướng thôi. 34, 36, 38, à có cả 40, có cả 40, mua hẳn 2 con đi chị em mình. Lấy mã ngực mỏng kèm size 34, 36, 38, 40, 55.000 con. 34, 36, 38, 40. Thì nào lấy ngực mỏng comment mã ngực mỏng cho Nguyên, cái này em còn 2 con. 34, 36, 38, 40 lần luôn, đến 40 luôn. Cái này còn 2 cái, ta ghi đi, ngực thì ghi đi. Ê chip bát thì như ngày hôm qua chưa soạn đúng không? Sẽ bỏ ra soạn luôn. Rồi chị nào lấy ngực mỏng, chốt ngực mỏng đi chị em mình nhé. Còn hai này, hai cái chất có tông tàu khô này. Con này hàng đang đi 50 mấy nghìn. Ngực mỏng kèm size, chị em mình mua thử đi, về đảm bảo mang sướng. Khách nhiều người hỏi thêm nhiều lắm. Cái gì mà hàng chắc không đẹp, hàng không ok, khách không hỏi thêm em không, em về lần thôi. Em về lần thôi. Rồi cho nguyên con này được 2 cái. Đây chị em mình con là 39.000 luôn này. Có tông tàu khô, size này chị em mình 55 đổ về. 55 đổ về nhé. Đây luôn chị em mình con này, giá lên chị em mình là 39.000. Lên mã chữ 39 cho nguyên là được, được 2 con chữ 39.000 chữ nhé. Chị nào lấy chữ 39 chút, chữ 39 có 2 con. Con này hàng 95. Xịn. Xịn tem lụa này. Hàng tàu nha, cái này có 1 con là dài tay. Đây chị em mình con này 75.000 luôn. Còn được 1 con nhé. Lên mã này là mã trắng 75, có 1 cái là form 60. Chị nào sành hàng nhìn vô hàng biết hàng xịn là hàng tem lụa, hai tem nhé. Hai tem lụa nhé. Đây luôn chị em con này 75.000. Được cái thôi, form này chị em lấy 60. Form này đến 60 luôn. 39 cái này thì võ hệ cái thì xương thôi cái. 39 cho võ hệ xương thôi. Trắng 75 chị Triều Tiên. Trắng 75 chị Triều Tiên. Rồi hết trắng, cái này có con cái thôi. Mỗi đứa con cái. Em cái áo trắng em. Đây này, ngay chỗ gần cái tủ y tế có một cặp áo dài tay mà hàng xịn đó. Áo giống này có 2-3 cái đó, còn sót lại 2-3 cái. Cái gì 75 à? 75 nè. Cái gì cái này ta? Cầu quần nam 75.000 con. Quần hai da nam, cái này còn đầy size. Cái này size 62 đổ về 75.000. 75.000 con quần hai da nam nhé. Chị nào lấy hai da nam chút 75.000. 75.000 con quần hai da nam, chị nào lấy quần hai da nam chút cho em. Cái gì đây? Một bộ có tông tàu còn sót lại bộ, hàng này đang sale 89.000. Xả 70 có 1 cái. Tay nách. Ừ. Sát nách như nè. 60.000 luôn đi, còn con cá bộ 60 đi. Lên mã nách 60 con bộ. Size này chị em lấy 60 vẫn được. 60 con bộ nhé. Cái này áo bé này nè, chúng ta chơi người. Hấp đi bé mà. Bộ nách 60 luôn, chị nào lấy nách 60 chút, nách 60 trong hai bà được. Nó bé quá. Nách 60 nhá, chị nào lấy nách 60.
Ui. Form 60 đang trong nguyên mã mũ, trong nguyên lộ ok. Tăng size sẵn đây rồi bóc. Ghi sẵn bao nhiêu ký cái bóc vào bì cho nha. Mắt 60 cho Văn Cao. Nhìn hàng xong. Mã này xịn lắm. Từ túi này chị em mình. Quá đã luôn, vải này quá sướng luôn nè. Cái này là áo phông lửng lửng như thế này chị em mình ạ. Áo phông lửng, cái nào mà chị em mình mua cho bọn Tinh Tinh nó cũng ưng lắm luôn nè. Nè. Đủ biết hàng xịn chưa? Con này 95 nghìn. Con này 95 nghìn. Cho Nguyễn Kiều. Xe 95 nghìn. Xịn sò. 95 nghìn. Mũ hồng 95 luôn, còn được sót được từng này cả. Hàng tàu nhá, chuẩn hàng cao cấp luôn. 60. 60 ký. Nè. Đây mã mũ hồng, nhìn nè. Chị nào xanh hàng biết hàng xịn rồi. Lên mã mũ hồng cho Nguyên nhé. Form này 60 vô tư nè. Xanh hết rồi nha. Hết xanh rồi chị, con có xanh thôi. Rồi lên mã mũ hồng 95 nghìn. Mũ hồng 95. Xịn chưa? Nè, nhìn túi tiếp cho Nguyên nè. Comment mã mũ hồng, con này chuẩn tàu cao cấp luôn. Ai lấy cái này lên hồng, hết xanh rồi chị ơi. Comment hồng cho Nguyên nhé. Mũ hồng 95. Chị nào lấy mũ hồng 95. Mũ trắng 95. Trắng này có hai cái, hai chữ khách nha. Mũ trắng 95 có cái không cần mở ra chị mình. Mũ trắng 95. Còn cái này là không mũ nè. Trắng không mũ 95. Chị nào lấy trắng không mũ, chốt trắng không mũ trong em là được. Nè ôi. Cưng chưa? 95 nghìn luôn. Chị nào lấy mã này là mã trắng không mũ 95 nghìn luôn. Chị nào lấy trắng không mũ, chốt trắng không mũ trong em là được 95 nghìn. Ai lấy chốt nhanh tay. Rồi, mũ vàng 95 luôn. Chị em mình đang còn thấy like đó không chị em mình ơi? Biết còn lên tiếp, còn không là chỉ cái khác không tắt like vô lại nhá. Mũ cam cho hồng chứ đâu có mũ cam. Hồng nhưng không có cam. Mũ hồng đấy. Trắng không mũ cho Thanh Thảo. Mũ hồng đấy, mũ hồng đấy bao nhiêu nha. Rồi mũ vàng. Mũ vàng xịn lắm. 95 nghìn lắm luôn. Mũ vàng 95. Chị nào lấy mũ vàng 95 chút. Quần 57 màu gì cũng được lại chị ta. Là cái gì chị Trang Lâm ơi, chị lâu lâu chị comment cái gì á, không biết luôn. Rồi nhá, chị nào lấy mũ vàng. Còn mũ vàng, mũ hồng 95 nghìn nốt luôn, chị nào lấy mũ comment mũ kèm màu cho Nguyên nhá. 95 nghìn, còn hồng còn vàng. Còn hồng còn vàng 95. Cọc này là cọc gì đó. Anh không có đồ mẹ chỉ có len. Giờ chỉ có len. Mũ của Nam có chị. Của Nam có. Con này tàu khô phông to. Hàng này cũng đang đi 70 mấy nghìn, 75 nghìn. Xã luôn trẻ mình con này còn con 55 nghìn con này. Tàu khô phông to, phông 60 nhá, chữ nổi. Trong mã nổi nâu cho Nguyên nhá, được cái. Nổi màu nâu. Trong mã nổi nâu cho Nguyên nhá, được cái. Xã luôn trẻ mình, giá lên trẻ mình là 55 nghìn. Con này trắng to. Con này phông to, phủ mông, giấu quần. Đi luôn trẻ mình con này, giá lên trẻ mình là 39 nghìn luôn. Hàng này 59 nghìn nè. Chữ hồng nhá. Quần gì 57 mới được cái chị Trang Lâm ơi, chị lâu lâu chị comment không hiểu luôn á. Hàng gì qua mấy lượt rồi chị mới comment lên quần 75 thì em biết chốt cái gì. Comment mã này là mã chữ hồng. Tặng 39 luôn. Phông to phủ mông giấu quần nhá. Ai lấy chữ hồng chốt. Để cái mũ hồng cho chị đi. Để cái mũ hồng chị Băng Như đi. Rồi cho Nguyên con này. Cho Lý Nguyễn, chữ hồng này. Chữ hồng 39 nghìn. Chữ hồng Lý Nguyễn nha. Con này xe 55 đổ về. Con này 55 đổ về, tặng nốt luôn trẻ mình con này luôn. Chữ hồng hết 45 nghìn bán tặng, giá này giá bán tặng 45 nghìn. Comment mã chữ đen phông lửng 45 nghìn luôn. Comment mã chữ đen cho con là ok. Chữ đen. Chữ hồng mấy trời. Con này là mã trung niên nhá. Lên cho Nguyên con này hàng Nguyên đang xe 85 mà 89 nghìn. Con này em đi nói luôn chị em 69 nghìn. 60, 62 vô tư luôn. Lên mã len tím mấy con này lên sang lắm này. Áo toàn bộ áo kiểu đá ấy. Toàn bộ đánh đá. Chữ đen cho Nu Nguyễn 45 nghìn. Rồi cho Nguyên con này 69 nghìn. Lên mã len tím 69 cho Nguyên là được. Len tím 69.
Thì Phương Thảo. Thì Phương Thảo. Con này bán tặng 39 nghìn luôn. Cái lan trong tuổi nó như còn cặp hai cặp, nó cho chị bỏ ra luôn. Ngay cái chỗ chị à. Ờ, còn ấy tên chị. Chị Trang Lâm, chị comment cái gì em không hiểu luôn. Qua hàng, qua mẫu rồi chị mới comment lên quần, quần không biết quần gì hết đó. Qua mẫu rồi, like hồi nãy giờ qua rồi chị mới lên quần. Thì không biết chị chốt quần gì. Con này bán tặng 39 nghìn luôn. Hàng 65 nhá. Con này size 57, chữ đen, chữ đen size 57. Hết rồi đó hả Hiển? Còn xong rồi đó hả? Sao ấy chứ? Đang 39 là dịu hồn. Cái gì dịu hồn? Đang trong em Thái luôn. Thái này đang đi 50 mấy nghìn. Thái này em đang đi 50 mấy nghìn. Chị ơi nãy giờ bao nhiêu mã quần là giờ gì kia? Quần đen, không biết quần đen nào đâu chị Trang Lâm ơi. Đây. Con này em đi về em 39 nghìn luôn, Thái đỏ. Thái đỏ xạ 39. Thì nào lấy Thái đỏ xạ 39 chốt luôn, dùng chữ đen hết rồi. Thái đỏ xạ 39. Rồi cho nguyên cái này xếp tầng. Size 55 còn được set à, 79k luôn. Set tầng còn được set, size 55 đổ về, set này đẹp lắm này. Lên trong nguyên mã set tầng, lên chị em mình set này giá lên chị em mình là 79k luôn, còn được set. Đỏ cho Lý Nguyễn. Comment mã set tầng, size 55 đổ về. Chữ trắng. Chữ trắng nên đi chị em 45.000 nó. Size 55 còn được một cái. Comment mã chữ trắng size 55, toàn bộ hàng này là hàng đẹp. Toàn hàng đẹp không á. Comment mã chữ trắng size 55 đi cho em 45.000 chữ trắng. 45.000 chữ trắng. Cái này em còn ham. Cái dòng này xịn lắm này, vải nó rất là đã. Chị em mình lên luôn dùng nguyên con này. Comment mã chữ hồng và chữ xanh 39.000 nó, phôm to, phủ bông, dấu quần. Con này body chị em mình nhìn cặp cổ, cái cổ của nó nè. Nè, đẹp lắm. Chữ trắng cho Trang Thu. Comment mã này. Comment mã này, mã chữ xanh, chữ hồng. Con này phôm to, phủ bông, dấu quần. Tặng 39 nốt luôn. Nó chữ trắng rồi chị. Tặng 39 nốt con này, còn được hai con, một xanh một hồng. Phôm to phủ mông gió quần đi 39.000 con. Giá này chuẩn giá bán tặng nhé. Giá chuẩn giá bán tặng đấy. Con này còn cái áo polo size 50. Size 50. Chữ trắng em hết rồi. Con này hàng 85. Đây luôn chị em mình, con này 45k luôn đi còn cái. Xanh cho Hà thì chắc của nó là polo mắt chim nha chị em mình ơi. Polo mắt chim nhé. Con này em đi chị em mình 45k nốt luôn nha. Lên mã cổ 45. Cô này, cô này, cô này hồng đây này, hồng với xanh luôn cho chị Nguyễn Kiều. Hồng xanh còn còn mấy cái hồng cho chị Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều còn được ba hồng nữa thì chị em con to nhá. Rồi phủ mông dấu quần luôn, cái này là tổng hết luôn, xịn lắm. Mua hỏi con áo này đi. Rồi trong nguyên mã cô đen, trong nguyên có một cái sale nó chị em, con này 45.000, size 57 nhá. Size 57 lên mã cô đen trong nguyên là được có một cái à. Sale nó là chị em mình, con này 45.000 nha. Lên mã cô đen 45, comment lên mã cô đen 45 là được. Rồi còn được mấy con hồng, còn được vài con hồng xả nó 39.000. hàng này hàng 59 với 55, 59.000 không. Cổ họ bỏ dưới rồi chị thời trang, cổ đen, cổ đen thì trang 45.000. Rồi lên chữ hồng này có được ba cái phôm to của mông dấu quần nha. Lên mã chữ hồng phôm này 62 vô tư, cổ hết rồi chị ơi. Mạng chậm hề. Qua hai ba mã để đó chị Lan. Qua hai ba mã mới cái khách chốt. Cái mã cô đen, cô đen như vậy Triều Tiên á. Thì Triều Tiên. Rồi trong con này hồng 39 còn được 3. 45 hả? Hồng 39 còn được 3. Thì nào lấy hồng 39 con. Chốt hồng 39 trong nguyên là ok, còn được 3 con nhé. Đó chị có lên lại tẻ này bỏ lên bán tặng luôn.
nam tiết, trung tuổi, dài tay. Còn cá con này 60-62 vô tư, 60-62 vô tư. Lê mã tím dài tay, cái nàng trung tuổi nha chị em mình ơi. Đẹp, đẹp lắm. Tím dài tay, con này bán tặng luôn đi, 59.000 luôn đi. Hàng này 85 nè, hàng nguyên sale 85. Lê mã dài tay, chốt mã dài tay tím 59.000 luôn. 59 giá này giá bán tặng đấy. Thảo. Giá bán tặng đấy. Con này cũng còn cả tặng 59.000 luôn. Tay ngắn con này 65 vô tư, tay này. Tay của nó tay dơ dơ như thế này. Trong mã dơ nhá, tặng 59 luôn, mấy con này lên cực sang 65 kg vẫn được. Nha, con này là tay dơ nhá, trong nguyên con này. Comment mã dơ nâu. 59k dơ nâu luôn. Ai lấy dơ nâu chút dơ nâu 59 luôn là ok. Những gì? Dơi nâu 59. Rồi con một con phốt to. Phốt to 60-65kg vẫn được con này luôn. Đây mã phốt 89 con cái à. Phốt 89 đúng một cái phốt. Chị nào lấy phốt 89 chốt nhanh tay cho nguyên. Con này đẹp quá nè. Còn được đúng cái nhé, 89.000 phốt. Chị nào lấy phốt 89 chốt nhanh tay. Còn được lấy phốt 89. Không có đâu chị Trang Lâm. Thứ con cái em sale rồi, giờ chị hỏi là em không biết á. Em lên hình. Em lên cái mã nào thì đọc cái mã đó giùm em, chứ giờ chị hỏi thì hàng lẽ ra thứ còn cái chị hỏi tùm lum là không biết đừng trả lời. Cổ này size 60-62 còn cái xả 59 luôn. Ai nhanh có nè, hàng 89k của nguyên này. Hàng này 89k của nguyên này còn cái à. Đây mã cổ vàng xả 59. Cổ vàng xả 59. Chị nào lấy cổ vàng xả 59. Rồi lên luôn những này còn có. Còn một con duy nhất. Lên mã dài tay. Em không có chị ơi. Em không có gió nam màu cam đâu. Làm gì có. Xả 59k luôn. Lên mã lên xanh 59k. Tôi đào quá nè. Rồi còn một cái ve sọc này. Còn một cái ve sọc này. Xả 59 luôn, 65 vẫn được nhá. Phải đẹp lắm. Cho chị Mai Ly. Xanh về tay cho Mai Ly. Ve sọc. Chốt mã ve sọc xả 59. Chị nào lấy ve sọc 65 vẫn được nhá. Ve sọc xả 59. Rồi lên luôn những con này. Ừ, cường. 60 vô tư dạng sổ cẩm. Comment màu kem cho Nguyên, màu nu nu một kem 60-62 vô tư xả 59 luôn. Giá này giá xả nha. Còn được rớt lại cái là em xả thôi. Nha, lên luôn dưỡng mã này là mã sọc đi. 59, size này 60-62 vô tư. 60-62 vô tư. Chút mã sọc 59 cho Nguyên là được. 60-62 vô tư cho cái mã sọc nha chị em mình ơi. Ai lấy sọc comment sọc cho Nguyên là ok. Con này hàng máy ta. Rồi lên mã kiểu xanh. Comment mã kiểu xanh cho Nguyên. Sale 39.000 con này luôn. Con này 55 đổ về. Lên mã kiểu xanh nhé. Ai lấy kiểu xanh lên kiểu xanh 39.000. Đẹp nhất là 55 đổ về chị em cho ok. Có hai con nha, chị nào lấy kiểu xanh được hai con. Số cắm luôn đi chị Mai Lê đi. Số cắm bỏ xuống rồi đó. Ờ 59.000. Có hai con kiểu xanh này sale 39. Chị nào lấy kiểu xanh sale 39 chốt nhé. Kiểu xanh sale 39. Ai lấy kiểu xanh sale 39 comment nhanh tay. Kiểu trắng sale 39 luôn. Nhà em toàn hàng lên new nhá. Con này 55 đổ về thôi. Rồi chị nào lấy kiểu trắng comment kiểu trắng cho Nguyên là được. Cái này nó tụt cái này về chị em mình khâu vô 39.000 nha. Nó ngưng like chị em mình nó chứ ít quá, tương tác kém quá, ngưng nhá. Chị em mình qua like tối đi. Tương tác ok lên tiếp. Mai lên sớm sớm lên chữ quá.
lên trễ quá rồi, lai đầu lai chưa sao mà thứ là chưa ít lên hàng chậm lắm. Thôi Ngân đi dạo mình ơi, hàng chị em mình qua lai tối nhé. Ngân lên lai tối nhé chị em mình ơi, tắt lai nha, qua lai tối nhé chị em mình ơi. Dạ không chị. Rồi em ngưng like, dạ mình nó hẹn chị em mình qua like tối nha.